Y đạo quan đồ, trương nhất châm. chương 2126, bão đột kích 3. Kiều Mộng Viện nói, tuy rằng chuyện lần này là anh thắng, nhưng cuối cùng kết quả nhưng cuối cùng vẫn là tổn hại tới lợi ích của hai bên. Tôi nghe nói gần đây nội bộ của tập đoàn Nguyên Hòa cũng xuất hiện hai loại ý kiến bất đồng, nhưng tiếng hô hào triệt tư khỏi Tân Hải thì càng ngày càng mạnh. Trương Dương gật đầu nói, có thời gian tôi sẽ tìm Nguyên Hòa hạnh tử nói chuyện. Kiều Mộng Viện gật đầu, ánh mắt của cô ta rủ xuống, bỗng nhiên nhìn thấy trên đê phòng sóng có vô số cua biển lông đỏ đi lên bờ, không khỏi kinh hô một tiếng, nhiều cua biển quá. Trương đại quan nhân nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn thấy cả ngàn vạn con cua biển đang dọc theo đê phòng sóng cố gắng bỏ lên. Trương Dương nhíu mày, bình thường rất ít nhìn thấy tình cảnh như vậy. Dương ở phương xa đúng vào lúc này đã biến mất tăm, trời như bị mực nước nhuộm dần, trong khoảng thời gian ngắn đã từ nhà chuyển sang đậm, cuối cùng thì là một mảng tối đen. Sự nặng nề khó có thể hình dung khiến cho người ta tâm thần không yên. Trên bầu trời phương xa bỗng nhiên bị một tia chớp xe toang, điện quang chói mắt, bước cho bọn họ phải nhắm hai mắt lại, rồi sau đó tiếng liên tiếp vang lên, giống như là nổ vang ngay bên cạnh bọn họ. Từng tia chớp nối nhau, điện quang ở mặt biển phía đông giống như cuồng xà loạn loạn. Mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động, kiều mộng viện đứng không vững, mất suýt nữa suýt nữa thì ngã. Trương Dương kịp thời vươn tay ra tóm lấy cánh tay cô ta. Trên biển bỗng dung xuất hiện hai con rồng nước trắng đuổi bắt nhau. Trương Dương và Kiều Mộng Viện đều nhìn kỳ quan khó gặp trước mắt, hai người đã đã bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm rung động. Kiều Mộng Viện tỉnh táo lại đầu tiên, cô ta cả kinh nói, Thủy Long Quyển. Cô ta chưa nói xong thì lại phát ra một tiếng thét chói tai, chính là cua biển vừa rồi dọc theo đề phòng sóng liều mạng bò lên đã thành công lên bờ một mảng đông nghìn nghịt, như thủy triều ùa tới dưới chân bọn họ. Kiều mộng viện sợ đến nỗi không ngừng nhảy nhót, muốn hất cua biển đã bò lên chân cô ta đi, nhưng động tác của cô ta căn bản không ăn thua gì. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương kịp thời bế cô ta chạy ngay tới xe ô tô Santana, thi chạy cùng gió, ở trước mặt thiên tai đột nhiên thiên tai, Trương Đại Quan Nhân cũng không dám có chút lơ là, hắn cơ hồ lấy ra hết khí lực, liên tục mấy cái lên xuống đã tới trước xe Santana, đặt kiều mộng viện dưới hoảng sợ vào ghế phụ, còn mình thì ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô, nhanh chóng gạt số lùi, dậm chân ga hết cỡ, ở trên mặt đường vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, liên tục mấy động tác đổi số, đã đưa ô tô vào đúng hướng, ống bộ ô tô phun ra một luồng khói đặc rồi nhanh chóng phóng đi. Kiều mộng viện kinh hồn chưa định xoay người lại, nhìn thấy hai con thủy long quyển trong tầm nhìn không ngừng hóa lớn, giống như hai cây đại thụ che trời nối liền trời và đất, không ngừng biến hóa thân hình, phong vân trên trời bị khuấy lên, mây từ màu đen biến thành màu tím đậm, điện quang điên cuồng vũ động quay chung quanh thủy long quyển, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Dầm một tiếng, một tia đánh trúng một cây đại thụ phía trước, uy lực cực lớn không ngờ bổ đôi cây đại thụ, thân cây tà tà đổ về mặt đường phía trước, trương dương hét lớn một tiếng, tốc độ chỉ tăng không giảm, lượt qua khe hở giữa cây và mặt đường. Kiều mộng viện cắn chặt môi, nhìn thân cây đổ xuống đất, không lâu sau thì bị hai con cự long đang vũ động cắn nuốt. Thủy long quyển lướt qua đâu là hoang tàn tới đó. Kiều Mộng Viện nói, núi Nhiêu, vùng này, vị trí cao nhất so với mặt nước biển chính là núi Nhiêu, cho nên Kiều Mộng Viện nhớ tới nơi đó. Trương Dương gật đầu, hắn từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy hai con thủy long quyển đang dùng tốc độ kinh người tới gần mình. Hai con thủy long quyển vốn cùng tiến tựa hồ đã tách ra, tựa hồ chúng nó đã có sinh mệnh và linh tính, Phân biệt từ hai góc độ bọc đánh bọn họ Đường tới núi Nhiêu bị chạm dồn Trường Dương thay đổi phương hướng Chui ra ngoài từ khe hở giữa hai thủy long quyển Nhìn thấy trong phạm vi thủy long quyển thổi quét Phòng ốc, xe cộ, xúc vật tất cả đều bị hất lên Hắn không nhìn lầm Có chiếc xe lượn vòng không chung Có hai con dê vô tội sợ hãi bị ném lên không chung Để tránh hai cỗ thủy long quyển này Hắn không thể không lựa chọn lao xuống quốc lộ Nóp xe kêu rầm rập tựa hồ có người đang dùng sức đánh lên thân xe, từng hạt mưa đá to như quả bóng bàn từ trên không trung rơi thẳng xuống, giống như những viên đạn bắn lên xe, không lâu sau thân xe cũng bị đập cho hẳn từng vết. Dầm một tiếng, thứ gì đó nện lên cửa xe, chính là một con sơn dương đã chết, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ vẫn còn, cửa kính xe xe bị đập nứt, trong khe thủy tinh đầy máu tươi. Kiều mộng viện hoảng sợ che miệng, vẻ mặt của Trương Dương vẫn kiên nghị, hắn phanh xe lại để hất thi thể của Sơn Dương xuống, trong sự sóc này tiếp tục phóng về phía trước, thành công phi lên một con đường đi thông tới nội thành. Hai thủy long quyển đã hợp làm một, hình thành một con rồng dài, con rồng đó tựa hồ đã từ bỏ truy đuổi bọn họ, lựa chọn tiến tới góc thương gia. Trương Dương thở phào, cũng không chờ hắn trầm tĩnh lại thì thân xe lại bắt đầu kịch liệt sóc này, hắn có chút buồn bực, rõ ràng đã đến quốc lộ rồi sao vẫn sóc thế. Kiều Mộng Viện cả kinh, dừng xe, mau dừng xe. Trương Dương đạp phanh nhìn thấy đường phía trước nứt ra từ giữa, uốn lượn gập ghềnh, một cái cái khe từ tây tới đông nhanh chóng lan ra, chia đường thành hai đoạn. Thân xe bởi vì quán tính mà tiếp tục lao về phía trước, hai bánh trước suýt nữa thì cắm vào trong xe, thân xe trong chấn động kịch liệt sóc này, từng chút nghiêng về phía trước. Kiều mộng viện bỏ đệm dựa ở ghế, cô ta bò về phía sau, lợi dụng sức nặng của thân thể một lần nữa làm chiếc xe cân bằng lại. Trương đại quan nhân tuy rằng gan lớn, nhưng lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, nếu chiếc xe rơi vào khe nứt, cho dù có khả năng thông thiên thì hy vọng thoát ra cũng rất xa vời. Chiếc xe một lần nữa cân bằng lại, Trương Dương kéo phanh tay, học theo kiều mộng viện bò ra ghế sau, động tác của hai người rất cẩn thận, đều biết sinh mệnh của bọn họ đang như chỉ mảnh treo chuông, hơi vô ý sẽ ngã xuống vực sâu, kiều mộng viện gật đầu với hắn, ra hiệu bọn họ đồng thời mở cửa sau, sau đó thì nhẹ giọng đếm tới ba, hai người đồng thời nhảy ra ngoài, thân thể bọn họ ngã xuống đất thì lập tức cảm thấy chấn động mãnh liệt từ mặt đất. Chiếc Santana chậm rãi nghiêng, sau đó thì rơi vào cái khe sâu hóm. Trương Dương bò dậy, chấn động liên tiếp không ngừng khiến hành động của hắn cũng bị ảnh hưởng. Hắn tới bên cạnh Kiều Mộng Việt, đỡ cô ta dậy, hai người đỡ nhau chạy đi, mưa đá trong không trung đã dày đặc. Trương Dương dùng tay che đầu cho Kiều Mộng Việt, tránh để cô ta bị thương. Nơi nào cũng là một mảng tối đen, bọn họ không thể phân biệt được phương hướng cụ thể, chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình để tránh xa hướng bờ biển. Cục trưởng Tô Vinh Thiêm của phân cục cảng mới Bắc Cảng đang ở trong tháp quan sát, phụng mệnh ở cảng mới phụ trách chỉ huy công tác cảnh giới của nơi này, trên mặt biển đột nhiên nổi gió, hắn ở trong văn phòng nhận được báo động, một giọng nói lo lắng báo cáo với hắn, Tô Cục, đang có gió lớn quét tới, sóng biển cao tới 3 tầng. chương 2127, báo đột kích 4 Tô Vinh Thiêm nói, có khoa trương như vậy không? Hắn cầm kính viễn vọng, xuyên ra tháp quan sát nhìn ra mặt biển, không thấy trăng cũng chẳng có nổi một ngôi sao. Tô Vinh Thiêm chớp chớp mắt, nhìn thấy có một số vật thể màu trắng đang nhanh chóng tới gần bên này. Hắn buông kính viễn vọng, lần này không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy, hắn nhìn thấy một cái thuyền, đúng vậy. Một con thuyền nặng tới mấy tấn đang bay trên trời, dùng tốc độ kinh người lao về phía tháp quan sát miệng Tô Vinh Thiêm há to tới mức có thể nuốt trọn một cái bánh bao, sau đó hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, vươn tay ra tựa hồ muốn ngăn cản con thuyền lớn đó, nhưng lực lượng của hắn ở trước mặt kinh đào Hải lãng thì cơ hồ nhỏ bé không đáng kể. Đây không phải là bão nhiệt đới bình thường mà là sóng thần. Vừa rồi từ số liệu giám sát, Bắc Cảng đã xảy ra địa chấn 6.3. Hạng Thành nghe thấy báo cáo của cục địa chấn thì tay không khỏi rung rung, buông điện thoại, cổ họng lên xuống mấy cái, không nói gì, cung hoàn sơn và cung kỳ vĩ đều ở trong văn phòng của y nơi này đã trở thành bộ chỉ huy chống thiên tai lâm thời hạng thành nói là sóng thần cung kỳ vĩ và cung hoàn sơn liếc mắt nhìn nhau bọn họ đã biết rồi hạng thành nói tuyên bố thông chi báo động khẩn cấp để cư dân địa khu vùng duyên hải di rời tới thành tây hoặc là nơi cao khác xin quân phân khu trợ giúp động viên tất cả lực lượng có thể động viên đồng chí hoàn sơn anh phụ trách phối hợp điều hành công tác các nơi đồng chí kỳ vĩ anh phụ trách chỉ huy di rời cư dân tuyến đầu. Tuy rằng tình thế khẩn cấp, nhưng trong lòng hạng thành vẫn vẫn có tính toán, phân phối nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho cung kỳ vĩ. Cung kỳ vĩ cũng không có ý kiến gì, dù sao trước đạn nạn, mỗi người cũng phải làm hết phận sự, công tác nguy hiểm hơn nữa thì cũng có người đi làm. Cung Hoàn Sơn nói, Tân Hải có đường ven biển dài nhất Bắc Cảng. Diện tích lục địa có hơn phân nửa đều bị nước biển xâm nhập rồi, chỉ sợ tình hình tai nạn bên kia nghiêm trọng nhất. Hạng Thành gật đầu, có liên hệ được với Trương Dương hay không? Cung Hoàn Sơn nói, vẫn chưa liên hệ được, có điều liên hệ được với Hứa Song Kỳ. Nói Tân Hải bị lốc xoáy và mưa đá tập kích, vừa rồi trong địa chấn đã có người tử vong. Hạng Thành nói khẽ, hiện tại chúng ta lập tức hành động, tận hết khả năng bảo đảm an toàn sinh mệnh cho người dân, cố gắng hạ nhân số tử vong xuống thấp nhất. Hạng Thành lúc này cũng không nhắc tới chuyện an toàn tài sản, về phần điểm thấp nhất thì y cũng không biết chắc là bao nhiêu chỉ hy vọng trận tai họa này không đến mức đoạt đi sinh mệnh của quá nhiều người. Sau khi phân công xong, hạng thành nhìn ra ngoài cửa sổ tối như mực, ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét. Mưa to đột nhiên tới, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào, tay y vẫn run run, không phải sợ mà là xuất phát từ sự khẩn trương và lo lắng. Cầm điện thoại, y nhanh chóng bấm số của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh vừa mới về nhà, còn chưa kịp thay thì bắt máy, nghe thấy giọng nói có chút run run của hạng thành, bí thư tống, bắc cảng. Phát sinh sóng thần. Thần kinh tống hoài minh lập tức căng ra, gì cơ. Hạng thành nói, sóng thần, trên mặt biển có sóng to cao bằng ba tầng nhà, đã phá tan đê chắn sóng, ven bờ có phạm vi một cây em bị ngập, trước mắt tình huống tổn thất tài sản và nhân số tử vong vẫn chưa rõ, sức gió đang không ngừng lớn hơn, vừa mới có mưa to, địa khu cục bọ bị mưa đá và lốc xoáy, bí thư tống. Lần này có thể là... Y tạm dừng một chút, tổ chức lại ngôn ngữ rồi nói: Đây là một lần thiên tai nghiêm trọng nhất của Bắc Cảng từ lúc được thành lập tới nay. Tống Hoài Minh nói: Bất chấp tất cả mọi giá, bảo hộ sinh mệnh và tài sản của người dân, tôi không phải cần báo cáo, tôi cần hành động chống thiên tai thực tế. Tống Hoài Minh nói xong thì gác máy, y lập tức liên hệ với tỉnh trưởng Chu Hưng Dân, tức khắc mở hội nghị thường ủy tỉnh ủy khẩn cấp. Khi khung kỳ vĩ chạy đến tuyến đầu thì đợt sóng thần thứ nhất đã tập kích qua vùng duyên hải Bắc Cảng là một mảng hỗn độn, toàn thể quan binh của bộ đội chú ở Bắc Cảng đã được động viên, đang hiệp trợ di rời quần chúng gặp tai họa, cung kỳ vĩ tới cảng mới vừa gặp tai họa gặp tai họa nghiêm trọng nhất, nhìn thấy trên đường là những con thuyền nằm ngổn ngang, đều bị sóng thần vừa rồi hất lên cạn, còn có thuyền không ngờ còn rơi trên nóc nhà dân. Cung kỳ vĩ từ trong đám người tìm được cục trưởng công an thành phố Bắc Cảng đang chỉ huy cấp cứu triệu quốc cường, hắn lớn tiếng nói, đồng chí quốc cường, gọi liền hai tiếng triệu quốc cường mới nghe thấy tiếng hắn, xoay người lại, chạy nhanh tới, mưa rất to, gió chừng cấp 8 thổi lên mặt họ, cơ hồ khiến không không mở mắt ra được. Triệu quốc cường lớn tiếng nói, bí thư cung, ngài sao lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm. Cung kỳ vĩ cũng dùng giọng nói lớn nhất đáp lại, anh có thể đến thì tôi vì sao không thể đến? Tình huống thế nào rồi? Triệu quốc cường kéo cung kỳ vĩ tránh ở sau một chiếc ô tô, lớn tiếng nói, tình huống không được lạc quan, vừa rồi, đã tìm được ba cỗ thi thể, càng bị tổn hại rất nghiêm trọng, tổn thất kinh tế không thể đánh giá. Giọng nói của hắn bị gió thổi cho đứt quáng. Cung kỳ vĩ nói, phải lo cho an toàn nhân thân của người dân trước, những chuyện khác. Để sau hãng nói, triệu quốc cường gật đầu, lúc này một gã cảnh viên chạy chậm tới bên cạnh hắn, ghé vào tai hắn nói gì đó, triệu quốc cường biến sắc, đi theo cảnh viên đội gió chạy đi, cung kỳ vĩ cũng gian nan đi theo. Ở hiện trường lại tìm được hai cỗ thi thể, từ cách ăn mặc của thi thể cho thấy hai người này đều là cảnh sát. Cung kỳ vĩ nhận ra một người trong đó, Cục trưởng phân Cục Công an Cảng Khu mới Tô Vinh Thiêm. Mắt triệu quốc cường đỏ lên, hắn cắn cắn môi rồi hét lớn, trước tiên lo cho người sống đã, trước tiên đưa người bị thương tới địa điểm an toàn. Mưa rền gió giữ không có dấu hiệu ngừng lại, bóng tối vô cùng vô tận càng khiến trong lòng mọi người sợ hãi hơn. Hiện trường truyền đến những tiếng thét chói tai, cổ họng cung kỳ vĩ giống như bị người bóp chặt, vô cùng khó chịu. Hắn không rõ vì sao ông trời lại dáng một hồi tai họa xuống Bắc Cảng. Toàn bộ nội thành Tân Hải rơi vào đại dương minh mông, nước đã cao tới thắt lưng, Trương Dương kéo kiều mộng viện gian nan đi trong nước, bọn họ đã không nhận được phương hướng nữa rồi, mưa đá trong không trung vừa mới ngừng lại, mưa to lại tới, chung quanh có rất nhiều người giống bọn họ, Thiên tai đột nhiên ập tới khiến người dân Tân Hải thất kinh, Trương Dương và Kiều Mộng Viện đi tới giúp đưa mọi người tới nơi có địa thế cao hơn. Phía trước bọn họ có một gò đất, tạm thời trở thành nơi an thân của mọi người, Trương Dương thấy di động của mình đã mất tín hiệu, Kiều Mộng Viện cũng vậy, xem ra tháp tín hiệu có thể bị phá hủy rồi. Mực nước không ngừng dâng cao, từ xa có ánh đèn lóe lên, ba chiếc thuyền cứu nạn đang lướt tới bên này, Trương Dương lau nước mưa trên mặt, thấy rõ trên một con thuyền cứu nạn chính là cục trưởng công an Trình Diễm Đông, Trương Dương lớn tiếng nói, Diễm Đông. Hắn trung khí mười phần, xuyên qua tiếng gió tiếng mưa rơi truyền ra ngoài. Trình Diễm Đông nghe thấy giọng nói của Trương Dương thì nhìn về phía này, thấy Trương Dương đang đứng trên gò đất, hắn vô cùng vui sướng, vội vàng nhích thuyền cứu nạn lại gần, không đợi con thuyền cập bờ, mọi người đang thất kinh hỏi nhau vây quanh thuyền cứu nạn, căn bản không nghe bọn họ chỉ huy, một đám liều mạng trèo lên. Trình Diễm Đông lớn tiếng nói, "Mọi người đừng hoảng hốt, chiếc thuyền này không thể lên được, chúng tôi đang tới cảng Phước Long chấp hành nhiệm vụ, đội ngũ cứu viện sẽ lập tức tới ngay sau đây thôi." Nhưng người dân căn bản mặc kệ, mắt thấy trời mưa không dứt, gió càng lúc càng lớn, trong lòng mỗi người đều là sợ hãi vạn phần, đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hai chiếc thuyền cứu nạn khác nhìn thấy cảnh này thì tạm thời không dám tới gần. Trình Diễm Đông cũng lo lắng mà không biết làm gì. Trương Dương nói với Trình Diễm Đông, có thể di rời được bao nhiêu thì di rời bấy nhiêu đi, trước tiên để phụ nữ và trẻ em tới địa điểm an toàn đã. Trình Diễm Đông lặng lẽ kéo Trương Dương sang một bên, nói khẽ, bí thư Trương, chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của Cảng Phước Long, tổng bộ làm công của tập đoàn Nguyên Hòa bị ngập, có hơn 10 người Nhật Bản bị kẹt, tình thế vô cùng nguy cấp. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy thì có chút mất hứng, người Nhật Bản là người, thế người dân của người dân không phải là người à. Trình Diễm Đông nói, không phải ý này, lập tức sẽ có thuyền tới, mực nước bên này dâng lên không quá nhanh, Cảng Phước Long bên kia thì khó nói, vừa hay địa thế của địa điểm làm công của bọn họ lại ở chỗ chúng, vừa rồi nước biển đã cao tới hai tầng nhà rồi, nếu tới chậm thì có thể sẽ chết người đó, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Trương Dương gật đầu, hắn trở lại bên cạnh bên cạnh Kiều Mộng Viện, nói một chút chuyện xảy ra với Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện nói, Trình Diễm Đông nói đúng đấy. Nếu thực sự có người Nhật Bản bị chết thì chỉ sợ người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm chính là anh." Trương Dương nói, "Như vậy đi, tôi và Diễm Đông qua bên kia cứu người, cô ở đây giúp duy hộ trật tự, đợi cho nhân viên cứu viện tới đây rồi thì cô tới địa phương an toàn chờ tôi trước." Kiều Mộng Viện gật đầu, Trương Dương lại thương lượng một chút với Trình Diễm Đông, quyết định để lại đây một chiếc thuyền cứu nạn, cũng để lại một số cảnh viên giúp duy trì trật tự hiện trường, bên này tạm thời giao cho Kiều Mộng Viện phụ trách. Trương Dương và Trình Diễm Đông hai người bơi tới hai chiếc thuyền cứu nạn khác, hai người đều tự lái một chiếc đi tới cảng Phước Long. Khoảnh khắc khởi động khởi động thuyền cứu nạn, xoay người nhìn nhìn gò đất, nhìn thấy Kiều Mộng Viện đứng đó, mắt đẹp ngân ngấn nước, cô ta muốn mỉm cười với Trương Dương, nhưng cuối cùng nước mắt lại chảy xuống, dùng hai tay vòng trước miệng, dùng hết sức hét lớn, anh nhất định phải bình an trở về. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, sau đó lái đi, thuyền cứu nạn dùng hết tốc lực phóng về phía cảng Phước Long, đuôi thuyền trên mặt nước màu đen vẽ ra từng gợn nước đục. chương 2128, cứng rắn 1 Tin tức không tốt liên tiếp truyền tới, hạng thành bị những việc này khiến cho tâm tình cực kỳ kém, liên tiếp mở bốn hội nghị, đã là 9 rưỡi tối rồi mà y vẫn chưa ăn cơm, thư ký đưa tới cho y một bát mì trứng, hạng thành xua tay, tuy rằng rất đói bụng, nhưng lại không có tâm tình mà ăn, y chắp tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ, mở hé cửa sổ ra, một cỗ gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, y không khỏi dùng mình, tiếng mưa rơi giống như những mũi dao nhọn cắt lên người y, hạng thành bắt đầu thầm oán ông trời. Vì sao vào lúc mình sắp về hưu lại mang tới cho mình một trận khảo nghiệm như vậy? Điện thoại trên bàn vang lên, hạng thành cầm điện thoại, nghe thấy giọng nói trầm thấp trong điện thoại, lưng y bất giác thẳng lên, hạng thành nói tôi hiện tại đang bận lắm. Đối phương bật cười, tôi biết anh rất bận, nhưng chuyện đã phát sinh thì không thể thay đổi. Hạng Thành cắn cắn môi, anh có chuyện gì muốn tôi làm? Tôi hiện tại thực sự không có tinh lực, tôi cũng không có tâm tình. Có người ở đang bố cục, đây là một cái bẫy, trận bão này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, có thể xóa sạch rất nhiều chuyện đã phát sinh, đồng dạng, cũng có thể trừ bỏ rất nhiều chuyện hoặc là người mà chúng ta không muốn nhìn thấy. Hạng Thành run run, lúc này một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ phòng y. Hạng Thành đứng lên nhìn 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 bốn phía, anh là nói Chúng ta nên cảm tạ trận bão này, mưa gió qua đi, có thể rửa sạch rất nhiều chuyện. Cần tôi làm gì? Cái anh cần là an bài nhân lực, đặt những người cần ở những vị trí cần thiết. Hạng Thành cảm thấy tay chân mình lạnh như băng, buông điện thoại, y run run rẩy rẩy đứng lên, tới phía trước cửa sổ, đóng cửa sổ lại, trong lòng giống như như một khối đá nặng cả ngàn cân đè lên, trầm trọng và áp lực vô cùng. Hạng Thành há to miệng, giống như một con cá sắp chết, ra sức hít vào thở ra qua một hồi lâu y mới trở lại trong hiện thực, nhìn ảnh ngược của mình qua cửa sổ, lẩm bẩm nói, rửa sạch hết ư. Liệu có được không? Bởi vì nhận được thông chi của thị lý, công nhân của Cảng Phước Long từ trước khi sóng thần đến đã rút đi rồi. Trừ số ít những nhân viên trực ra, Cảng được di rời xây lại này cơ hồ là một tòa cảng rỗng. Trải qua một đợt sóng thần bạo ngược đánh vào, tòa cảng cổ xưa này càng lộ ra vẻ rách dưới. Trước mắt Cảng Phước Long đã hoàn toàn thay đổi, trương dương và trình diễm đông điều khiển song song cano bọn họ tìm kiếm hải đăng của cảng muốn dùng cái đó để phân biệt phương hướng cũng hải đăng của cảng không bị sóng thần đánh sập giống như một gốc cây bạch dương che trời đứng sừng sướng giữa thiên địa trương dương chỉ chỉ vào hải đăng nói với trình diễm đông khu làm công của bọn họ ở phía tây bắc ngọn hải đăng trình diễm đông gật đầu thay đổi hướng đi lao tới phía tây bắc hải đăng thủy đạo phía trước đột nhiên trở nên hẹp dần chính là kho hàng số 4 và kho hàng số 2 chưa được dỡ bỏ hoàn toàn, kiến trúc còn sót lại hơn phân nửa đều bị chìm trong nước. Hai người đi chạm lại, đi qua thủy đạo giữa hai kho hàng. Lúc này mưa tựa hồ đã nhỏ đi một chút, gió so với vừa rồi thì càng to hơn, ở trên mặt nước nhấc lên những đợt sóng lớn, trong không trung tràn ngập hơi nước, hơn nữa do đã là đêm khuya, tầm nhìn rất thấp, tầm mắt bị ảnh hưởng rất lớn. Cảng đã cắt điện, đâu đâu cũng là một mảng tối mịt, Trình Diễm Đông tiến lên phía trước, hắn bỗng nhiên thấy phía trước bên phải có ánh đèn lóe ra, hắn lớn tiếng nói với Trương Dương, xem kìa. Trương Đại Quan Nhân nheo mắt lại, lờ mờ nhận ra nơi có ánh đèn chính là ký túc xá của tập đoàn Nguyên Hòa, tòa tiểu lâu tòa tổng cộng có 5 tầng, nóc nhọn màu đỏ, tương đối mà nói thì rất dễ dàng phân biệt. Tường vây bao quanh khu nhà sớm đã chìm trong nước, mấy tòa kiến trúc thấp chung quanh cũng đã bị ngập, cho nên tòa nhà đó lộ ra vẻ trơ trọi, ánh đèn chính là tư trong khu nhà chiếu ra. Trương Dương nói, bên trong có bao nhiêu người Nhật Bản. Trình Diễm Đông nói, chúng tôi trước khi đến đa sắc nhớ người rồi, có 12 người. Trương Dương gật đầu, 12 người thì hai chiếc cano của bọn họ chắc có thể chở được. Rất nhanh bọn họ đã tới bên ngoài tòa nhà, đầu tiên là lướt dạo qua một vòng chung quanh tiểu lâu, tìm kiếm chỗ có thể vào, bởi vì cửa vào đã ngập, thuyền cứu nạn hiển nhiên không thể tiến vào nội bộ kiến trúc, hai người đỗ cano lại gần nhau, Trương Dương nói anh chờ ở bên ngoài, Tôi bơi vào xem thế nào." Trình Diễm Đông nói, "Anh phải cẩn thận đó." Trương Dương gật đầu, hít một hơi, không chút do so dự nhảy vào trong nước, hắn từ một khung cửa sổ mở bơi vào trong nhà, vừa rồi chỗ lóe ra ánh đèn chắc là ở tầng 5 tuy rằng tiểu lâu cũng không lớn, nhưng sau khi bị nước bao phủ đại bộ phận thì bên trong đầy các loại đồ gia dụng và rác nổ lềnh bềnh, Trương Dương khó khăn lắm mới tìm được thông đạo chính, dọc theo thông đạo bơi tới cầu thang, từ trong nước đi lên, tìm cái đèn pin rồi đi lên. Trình Diễm Đông nhìn trên đỉnh đầu không ngừng lóe ra ánh đèn thì lớn tiếng nói, bên trong có ai không? Tiết tấu lóe đèn tựa hồ thay đổi. Trình Diễm Đông nói, người của chúng tôi đã vào rồi, các anh có nghe hay không? Nghe thấy thì tạm thời tắt đèn, sau đó thì nhấp nháy ba cái. Đèn quả nhiên tắt. Trình Diễm Đông ngẩng đầu lên, đợi ánh đèn của đối phương lóe ra, lại phát hiện một điểm nhỏ màu đỏ di động tới ngực mình. Máu Trình Diễm Đông trong nháy mắt như đông cứng lại, hắn hét lớn, nguy hiểm, khi la lên thì đồng thời bỏ thuyền cứu nạn nhảy vào trong nước, bùm một tiếng súng vang lên, thân thể trình diễm đông đã ngã xuống nước. Trương Dương vừa mới bước lên bậc thang thì liền nghe thấy tiếng súng, tiếng hét nguy hiểm của đó hắn không nghe được rõ, nhưng sau tiếng súng thì Trương Dương lập tức đã hiểu được ý tứ của hắn. Trương Dương nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ, một chiếc thuyền mô tô giống như lợi kiếm rời khỏi bao từ xa bắn tới, soạt hiện bên ngoài tiểu lâu. Cùng lúc đó cửa sổ tầng 5 mở ra, một gã áo đen từ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trong nước, chiếc thuyền mô tô tới vị trí hắn nhảy xuống, tên áo đen từ dưới nước nhanh chóng nhảy lên ngồi phía sau. Trương Dương đã đi thông cửa an toàn đi thông tới tầng 4, nhìn thấy đường phía trước đã bị tạp vật bịt kín, hắn cuối cùng cũng minh bạch, đây căn bản chính là một cái bẫy. Hắn ý thức được sự nguy hiểm nào đó, liều mạng chạy như điên tới vị trí cửa sổ, khi người hắn vừa đụng vỡ cửa sổ, nhảy ra bên ngoài thì tiếng nổ từ phía sau dầu vang lên. Trương Dương thậm chí còn nhìn thấy ánh lửa màu đỏ, khó trắng nhanh chóng từ dưới nước bốc lên, hai tay hắn tóm lấy cửa sổ làm điểm tựa rồi sau đó người giống như lợi kiếm lướt ra ngoài. Tốc độ của hắn đã rất kinh người rồi, nhưng tuy rằng là vậy vẫn không bằng được tốc độ tràn ra của sóng xung kích. Trước khi Trương Dương phát lực cương khí hộ thể đã lập tức bao phủ thân thể hắn, trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể dùng phương thức này để bảo hộ thân thể của mình. Trương Đại Quan Nhân ở trước sóng xung kích của vụ nổ giống như một chiếc lá thu, bay vòng vòng trong nước, căn bản không thể khống chế được thân thể, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mặt nước bị đốt cháy, chiếu sáng cả đáy nước, Trương Dương cho dù là đối mặt với đối thủ cường đại nhất từ lúc chào đời tới nay thì cũng không cảm thấy áp lực như vậy. Chương 2129, cứng rắn 2. Vụ nổ khiến đầu óc của hắn trở nên mê muội, cũng may tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên thì lập tức bỏ chạy chính là nhờ tốc độ phản ứng xuất sắc và thân thủ siêu cường hắn mới giành được một khoảng thời gian quý giá. Trương đại quan nhân mươn ánh lửa nhìn lại phía sau, tiểu lâu đã hoàn toàn sụp xuống, bị chìm trong khói bụi mít mù, mình nếu không kịp thời đào tẩu, chỉ sợ lúc này cũng đã tan thành mây khói theo tòa nhà này rồi. Trương Dương nhớ tới tiếng súng vừa rồi thì tim không khỏi trầm, trước khi tiếng súng vang lên, hắn rõ ràng nghe thấy Trình Diễm Đông kêu to nguy hiểm. Trương Dương không dám tiếp tục nghĩ nữa, hắn nhắm mắt lại rồi chậm rãi trồi lên mặt nước. Sau tiếng nổ, chiếc thuyền mô tô vòng trở về, lướt xung quanh những đốm lửa còn sót lại trên mặt nước, tên áo đen ngồi ở phía sau cởi mũ ra, phát ra những tiếng kêu quái dị. Người nọ không ngờ là liễu sinh chính đạo, nhìn lửa trên mặt nước vẫn chưa tắt, liễu sinh chính đạo vẻ mặt tràn ngập vui mừng, hắn lớn tiếng nói, trên thế giới này không chỉ dựa vào vũ lực, rất nhiều lúc phải cần đầu óc. Hai người Nhật Bản đồng thời cười to tiếng cười của bọn họ còn chưa dứt thì một đạo bóng đen từ trong nước như dao long bay ra. Liễu sinh chính đạo ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ vị khác không mời mà đến này, khi hắn ngẩng đầu thì cũng lật tay rút đao Nhật Bản phía sau lưng ra, thân thể từ trên thuyền mô tô bay lên, mũi đao từ dưới gẩy lên, thế át muốn chém người từ dưới nước bay lên làm hai đoạn. Không hỏi đối thủ, một kích tất sát. Liễu sinh chính đạo đã hạ quyết tâm, bất kể tối nay người còn sống là ai thì cũng phải giết chết hắn, quyết không thể lưu lại người sống, sau khi xuất đao thì hắn mới nhìn rõ người từ trong nước nhảy ra không ngờ là Trương Dương. Một đao ngưng tụ công lực cả đời liễu sinh chính đạo bỏ tan mưa bụi, đao khí cắt những hạt mưa lạnh thành hai nửa, đao phong chưa đến mà đao khí đã đánh tới thân thể của Trương Dương. Ánh mắt Trương Đại Quan Nhân ở trên hư không bắt gặp hai mắt tràn ngập sát khí của liễu sinh chính đạo, hắn cảm thấy được sâu sắc, sát khí đã phát huy tới trạng thái đỉnh phong của liễu sinh chính đạo xuất hiện sự dao động, tuy rằng chỉ là dao động cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở trước mặt cao thủ với cấp số như Trương Dương thì đã là sơ hở rất lớn. Hắn nhìn thấy Liễu Sinh Chính Đạo đang sợ hãi, lần giao thủ thất bại trước đã khiến Liễu Sinh Chính Đạo mất lòng tin, ở trước mặt Trương Dương, hắn không nắm chắc thủ thắng. Hắn vốn cho rằng là một đao tất sát, nhưng nhìn thấy Trương Dương, ngay cả chính hắn cũng sinh ra hoài nghi đối với hiệu quả của một đao này. Đao phong rét lạnh, giả vũ thê lương, đao phong cuồn cuộn nổi lên những mảng quang hoa, Trương Đại Quan Nhân thì ngược lại, âm u tăm tối, nhưng hắn chỉ dùng một quyền, một quyền này lập tức nện lên đao phong của đối phương. Dùng thân thể máu thịt để đối kháng với trường đao chém sắt như chém bùn, ở trước mặt bất kỳ ai cũng không khác gì tự tìm tử lộ, nhưng mà phát sinh trên người Trương Dương thì liền xảy ra sự nghịch chuyển thần kỳ. Đao quyền vào khoảnh khắc gặp nhau, phát ra tiếng rốp. Ánh mắt Liếu Sinh chính đạo trở nên hoảng sợ và kinh hãi, chỉ có chính hắn mới hiểu rõ. Đao phong của hắn căn bản không có tiếp xúc với da thịt của Trương Dương, hắn đã chém vào khoảng không, chém vào không khí. Thân đao từ giữa nứt ra một khe hở, lúc này đạo thiểm điện đạo thiểm điện từ không trung bỏ tới, điện quang xuyên thấu qua khe hở nhỏ bé đó, nhanh hơn cả tốc độ nứt của thân đao, trường đao cứng cỏi sắc bén dưới sự va chạm với quyền đầu của Trương Dương đã nứt ra từng khúc, nội tâm Liếu Sinh chính đạo tràn ngập sự sợ hãi khó có thể hình dung, lần trước Trương Dương và hắn giao thủ hiển nhiên đã không thể hiện hết toàn lực. Trương Dương một quyền đánh nát Nhật Bản Nhật Bản trong tay Liễu Sinh Chính Đạo, sau đó quyền đầu của hắn đánh trúng ngực Liễu Sinh Chính Đạo. Liễu Sinh Chính Đạo cũng muốn chống đỡ, rõ ràng hắn có thể thấy rõ toàn bộ quá trình ra quyền của Trương Dương, nhưng tốc độ ra quyền của Trương Dương không nhanh, nhưng hắn lại không thể tránh được, trơ mắt nhìn quyền đầu đánh trúng ngực mình. Trương Đại Quan Nhân rất hận hành vi đánh lén của Liễu Sinh Chính Đạo, một quyền đánh vào ngực hắn, điểm bùng nổ của lực lượng là ở nội tạng của hắn. Tuy rằng xương sườn của Liễu Sinh Chính Đạo vẫn nguyên vẹn, nhưng trong cơ thể hắn giống như có một quả bom vừa phát nổ, cơn đau từ trong cơ thể truyền đến, Liễu Sinh Chính Đạo cảm giác thân thể của mình như bị xé rách từ bên trong, đầu tiên là tim phổi của hắn, rồi tới kinh mạch, cuối cùng là mỗi một mạch máu và sợi thần kinh trên người hắn, hai mắt Liễu Sinh Chính Đạo hoàn toàn bị màu máu nhiễm đỏ. Thân thể hắn mềm nhũn ngã xuống, đầu cắm vào trong nước. Trước khi thân thể hắn rơi vào trong nước, hắn vặn một thứ gì đó hình ống một đạo khói màu đỏ bắn lên không. Người Nhật Bản điều khiển thuyền mô tô nhìn thấy Trương Dương chỉ dùng một chiêu đã đánh chết liễu sinh chính đạo thì vội vàng móc súng lục ra, nhắm vào Trương Dương, chuẩn bị bắn. Dưới nước đột nhiên thò ra một cánh tay, tóm lấy mắt cá chân của người Nhật Bản, kéo hắn xuống nước. Chính là Trình Diễm Đông kịp thời xuất hiện ở phụ cận. Trình Diễm Đông tóm chặt lấy cổ họng của người Nhật Bản đó, cho tới khi hắn không thể thở nữa thì mới tay chân run dày thả ra. Trương Dương đi lên thuyền mô tô, sau đó thì kéo Trình Diễm Đông cả người ướt sũng lên. Ngực phải của Trình Diễm Đông vẫn có máu loãng chảy ra, vừa rồi hắn bị trúng một phát đạn, may mắn là không bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Có thể nói lần này là may mắn nhặt lại được tính mạng. Trương Dương nhìn thấy Trình Diễm Đông tránh được một kiếp thì cũng vui mừng không thôi, vội vàng giúp hắn bế huyệt cầm máu. Quan tâm nói, sao rồi? Trình Diễm Đông kiên trì cười nói, không sao tựa như mũi cắn một cái thôi mà. Trương Dương gật đầu, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hạnh phúc cuối đời mà Trương Đại Quan Nhân nói không hề tới, mà lại nghe thấy từ xa chuyển đến tiếng thuyên mô tô, hắn đưa mắt nhìn lại. liền thấy từ phương xa có bảy gợn nước trắng đang phóng tới chỗ họ. Trình Diễm Đông Cả Kinh nói, viện quân của bọn họ tới rồi. Trương Đại Quan Nhân lạnh lùng nói, đến một giết một, đến hai giết đôi, hôm nay tôi muốn cho đám quỷ nhật bản này có đến mà không có về hắn nói với trình diễm đông anh đi trước đi tôi ở lại xử lý bọn họ trình diễm đông nói nhưng trương dương nói không có nhưng gì cả anh ở lại chỉ tổ làm tôi phân tâm hắn nói xong liền nhảy vào trong nước trình diễm đông cắn cắn môi hắn biết thân thủ của trương dương siêu đẳng dưới tình huống trước mắt mình quả thực không thích hợp ở lại cho dù miễn cưỡng ở lại cũng không giúp được gì ngược lại sẽ liên lụy tới trương dương Hắn đối với Trương Dương có lòng tin cường đại, cho rằng trên đời này không có chuyện gì mà Trương Dương không làm được. Hắn ngồi trên ghế điều khiển, khởi động thuyền mô tô, toàn tốc chạy về phía nội thành, chỉ có trong thời gian ngắn nhất gọi cứu binh tới có thể khống chế được cục diện nơi này. Chương 2130, cứng rắn 3. Bảy chiếc thuyền mô tô lướt đi trên mặt nước theo hình chữ nhân, một chiếc ở giữa thì phóng ở trước nhất. Trên mỗi chiếc đều có hai người ngôi một người phụ trách điều khiển còn người kia phụ trách bắn bọn họ từ xa đã nhìn thấy chiếc thuyền mô tô thoát đi coi trình diễm đông là mục tiêu toàn tốc truy đuổi chiếc thuyền mô tô thứ nhất đi qua nơi kịch chiến vừa rồi trương đại quan nhân đang mai phục trong nước từ dưới nước nhảy lên một cái ống tuyếp trong tay hung hăng nện lên mặt tên điều khiển một côn khiến tên điều khiển ngã ngửa đồng bạn ngồi sau cũng ngã theo trương đại quan nhân ngay lập tức đoạt lấy thuyền mô tô vặn ga chuyển hướng lao tới thủy đạo hẹp ở phía trước bên trái. Sáu chiếc thuyền mô tô phía sau không ngờ lại phát sinh đột biến như vậy, trong tay nhóm người này tất cả đều trang bị súng tự động, nhắm trương dương ở phía trước mà bắn. Lúc này mưa gió rất lớn, nhắm vào mục tiêu vốn không dễ dàng, huống chi là đang ở trên mặt nước nhộn nhạo sóng, trương đại quan nhân thành công tránh được loạt đạn phi vào trong thủy đạo hẹp. Hắn điều khiển thuyền mô tô lái vào kho hàng số 2, vừa một lao vào thì một loạt đạn bắn tới phía sau trương đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi con mẹ nó hôm nay tao sẽ giết sạch chúng bay chiếc thuyền mô tô vào theo từ cửa vào kho hàng vừa rồi mà trương dương tiến vào trương dương lại đi ra từ cửa khác sáu chiếc thuyền mô tô đã hình thành thế bọc đánh đối với trương dương trương dương lợi dụng vật kiến trúc và thủy triều để né tránh đối phương vừa rời khỏi kho hàng liền có một chiếc thuyền mô tô từ phía bên phải bọc đánh tới đạn liên tiếp bắn ra trương đại quan nhân hạ thấp người đạn bắn vù vù qua đầu hắn, Trương Dương đồng thời vào lúc cuối người cũng thay đổi phương hướng của thuyền mô tô, phóng tới chỗ đối phương. Đối phương đang đổi băng đạn mới thì nhìn thấy Trương Dương điều khiển thuyền mô tô đột nhiên lướt tới bên cạnh, tên điều khiển sợ đến nỗi vội vàng thay đổi phương hướng, khi cách đối phương khoảng hai thước thì Trương Dương dùng sức đề ga, thuyền mô tô rời khỏi mặt nước, hoàn thành một động tác nhảy lên rất đẹp. Trương Dương ở trên không chung một tay nắm tay ga, ống tuyết trong tay phải thì hung hăng nện vào đầu tên cầm súng tên cầm súng vừa thay đạn xong, đang chuẩn bị bắn tiếp thì đầu đã bị đập vỡ toang, một tiếng rơi vào trong nước. Thuyền mô tô từ không trung hạ xuống mặt nước, Trương Dương lại phi vào trong kho hàng. Ba chiếc thuyền mô tô thay đổi phương hướng, đạn đan vào nhau bắn tới Trương Dương, Trương Dương bỏ thuyền nhảy vào tổng nước, đạn liên tiếp bắn trúng thuyền mô tô, bình xăng của thuyền mô tô bị bắt lửa, bùm một tiếng nổ tung. Đối phương vẫn không có ý định ngừng bắn, đạn từ phía trên bắn giải xuống dưới nước. Trương đại quan nhân lợi dụng vật kiến trúc và vách tường để che chắn người. Một loạt đạn qua đi, Trương Dương lẻn tới, ống tuyết trong tay đâm xuyên khoang động cơ của thuyền mô tô, đối phương cảm thấy thân thuyền chấn động, một cây ống tuyết không ngờ sỏ xuyên qua thân tàu nhô ra, thuyền mô tô bị hao tổn nghiêm trọng, lập tức tắt máy. Hai người đó cả kinh nói, hắn vẫn ở bên dưới. Mấy người dơ súng tự động nhắm xuống dưới nước tiếp tục bắn, Trương đại quan nhân đã chạy trốn tới khu vực an toàn, Hắn tu luyện đại thừa quyết, cho dù ở dưới nước 3 ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì, đương thời chỉ sợ không có người thứ hai có được bản sự như hắn. Phía trên có hai người nhảy vào trong nước, hai người đều đeo mặt nạ, trên đầu gắn đèn, dùng đèn chiếu sáng mặt nước tối tăm, muốn tìm kiếm vị trí của Trương Dương. Thân ảnh của Trương đại quan nhân thoáng hiện ở ven tường, hai người giơ súng lên rồi nhấn cỏ nhấn cò. Trương đại quan nhân trước khi bọn họ bắn xong đã lẻn tới một vách tường khác. Hai người ở dưới nước ra hiệu cho nhau, phân biệt từ hai phía trái phải bọc đánh. Chờ bọn họ đồng thời xuất hiện sau tường vây thì lại phát hiện phía sau căn bản không có căn bản không có ai, Trương Đại Quan nhân giống như quỷ mị xuất hiện phía sau một người ở bên phải, vươn tay ra bịt miệng mũi tên đó rồi rứt khoát bẻ gãy cổ hắn, đoạt lấy súng từ trong tay hắn. Người ở trong nước suy và động tác sẽ trở nên chậm chạp, một gã người Nhật Bản khác sau khi đồng bạn bị giết mới ý thức được nguy hiểm hắn vội vàng chĩa họng súng bắn Trương Dương. Đáng tiếc hắn ra tay căn bản không thể bằng được Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đã nhấn cỏ súng trước, bắn nát ngực hắn, máu tươi từ đáy nước lan ra. Trương Dương bơi tới đoạt súng lục trong tay hắn. Thi thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Bốn gã người Nhật Bản vẫn ở trong kho hàng đang hết sức chăm chú nhìn biến hóa trên mặt nước, khi bọn họ nhìn thấy một cỗ thi thể nổi lên thì nhất tề chĩa họng súng về phía đó. Cơ hồ lập tức bọn họ nhận ra đó là người của mình không bao lâu sau thì cỗ thi thể thứ hai lại nổ lên. Bốn gã người Nhật Bản nhìn nhau, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, cơ hồ đồng thời đưa ra một quyết định, đang bóp ga chuẩn bị rời khỏi kho hàng thì một cỗ thi thể bỗng nhiên bị đẩy ra, trương đại quan nhân từ trong nước hiện thân, hai tay cầm hai khẩu súng tự động nhắm vào đối phương mà bắn, bốn gã người Nhật Bản thậm chí còn chưa có động tác bắn trả thì đã bị hắn bắn chết tại chỗ. Trương Dương từ trong nước trồi lên, hắn tới gần một chiếc thuyền mô tô rồi đẩy thi thể trên đó xuống nước. Phận ga chậm rãi lái ra khỏi kho hàng tình huống của cảng mới thế nào hạng thành bấm sos điện thoại của cung kỳ vĩ cung kỳ vĩ lớn tiếng nói tổn hại nghiêm trọng đa số bến tàu đều đã bị nước biển nhấm chìm ở hiện trường gió rất lớn mưa thì ngứt rồi hy vọng thời tiết tiếp theo sẽ không chuyển biến xấu nữa khi cung kỳ vĩ đang nói chuyện thì trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm liên tiếp hạng thành nói kỳ vĩ đem giao hiện trường cho quốc cường anh tới câu lạc bộ thủy thủ tình thế nơi đó vô cùng hỗn loạn, cần phải có người tới chỉ huy. Cung kỳ vĩ nói, bí thư hạng, tình huống tình huống rất ác liệt, có gần ngàn người dân còn chưa kịp di rời. Hạng thành nói, kỳ vĩ, rất nhiều địa phương của Bắc Cảng tình thế đều rất ác liệt, nhân thủ của chúng ta có chút không đủ, anh trước tiên đi giải quyết vấn đề bên kia đã. Đáp dạ một tiếng rồi gác điện thoại, tìm triệu quốc cường đang chỉ huy ở tuyến đầu, ghé vào tai hắn nói chuyện mình phải đi triệu quốc cường lớn tiếng nói câu lạc bộ thủy thủ bên kia địa thế cao chắc không có vấn đề gì đâu cung kỳ vĩ nói bí thư hạng nói tình huống bên kia vô cùng hỗn loạn nơi này giao cho anh tôi qua bên kia xem thế nào triệu quốc cường gật đầu chỉ chỉ vào xe việt giã ở xa xa tôi bảo lái xe đưa ngài đi cung kỳ vĩ vừa mới lên xe thì mưa tựa hồ lại lớn hắn gió thổi cho thân xe lung lay lái xe địa đi tới có điều khiến bọn họ vui mừng là khi tiếp cận câu lạc bộ thủy thủ thì nước ở bánh xe thấp đi, xem ra tình huống nơi này không nghiêm trọng lắm. Khi tới trước cửa lớn của câu lạc bộ thủy thủ thì phát hiện đường trước cửa rất ít nước động, cung kỳ vĩ không khỏi có chút kinh ngạc, vừa rồi hạng thành nói với mình như vậy rằng tình huống rất khẩn cấp, nhưng tình huống hiện trường không nghiêm trọng như những gì y nói. chương 2131, cứng rắn 3 Bảy chiếc thuyền mô tô lướt đi trên mặt nước theo hình chữ nhân, một chiếc ở giữa thì phóng ở trước nhất trên mỗi chiếc đều có hai người ngôi một người phụ trách điều khiển còn người kia phụ trách bắn bọn họ từ xa đã nhìn thấy chiếc thuyền mô tô thoát đi coi trình diễm đông là mục tiêu toàn tốc truy đuổi chiếc thuyền mô tô thứ nhất đi qua nơi kịch chiến vừa rồi trương đại quan nhân đang mai phục trong nước từ dưới nước nhảy lên một cái ống tuyếp trong tay hung hăng nện lên mặt tên điều khiển một côn khiến tên điều khiển ngã ngửa đồng bạn ngồi sau cũng ngã theo trương đại quan nhân ngay lập tức đoạt lấy thuyền mô tô vặn ga chuyển hướng lao tới thủy đạo hẹp ở phía trước bên trái. Sáu chiếc thuyền mô tô phía sau không ngờ lại phát sinh đột biến như vậy, trong tay nhóm người này tất cả đều trang bị súng tự động, nhắm trương dương ở phía trước mà bắn. Lúc này mưa gió rất lớn, nhắm vào mục tiêu vốn không dễ dàng, huống chi là đang ở trên mặt nước nhộn nhạo sóng, trương đại quan nhân thành công tránh được loạt đạn phi vào trong thủy đạo hẹp. Hắn điều khiển thuyền mô tô lái vào kho hàng số 2, vừa một lao vào thì một loạt đạn bắn tới phía sau trương đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi con mẹ nó hôm nay tao sẽ giết sạch chúng bay chiếc thuyền mô tô vào theo từ cửa vào kho hàng vừa rồi mà trương dương tiến vào trương dương lại đi ra từ cửa khác sáu chiếc thuyền mô tô đã hình thành thế bọc đánh đối với trương dương trương dương lợi dụng vật kiến trúc và thủy triều để né tránh đối phương vừa rời khỏi kho hàng liền có một chiếc thuyền mô tô từ phía bên phải bọc đánh tới đạn liên tiếp bắn ra trương đại quan nhân hạ thấp người đạn bắn vù vù qua đầu hắn, Trương Dương đồng thời vào lúc cuối người cũng thay đổi phương hướng của thuyền mô tô, phóng tới chỗ đối phương. Đối phương đang đổi băng đạn mới thì nhìn thấy Trương Dương điều khiển thuyền mô tô đột nhiên lướt tới bên cạnh, tên điều khiển sợ đến nỗi vội vàng thay đổi phương hướng, khi cách đối phương khoảng hai thước thì Trương Dương dùng sức đề ga, thuyền mô tô rời khỏi mặt nước, hoàn thành một động tác nhảy lên rất đẹp. Trương Dương ở trên không chung một tay nắm tay ga, ống tuyết trong tay phải thì hung hăng nện vào đầu tên cầm súng nên cầm súng vừa thay đạn xong, đang chuẩn bị bắn tiếp thì đầu đã bị đập vỡ toang, một tiếng rơi vào trong nước. Thuyền mô tô từ không trung hạ xuống mặt nước, Trương Dương lại phi vào trong kho hàng. Ba chiếc thuyền mô tô thay đổi phương hướng, đạn đan vào nhau bắn tới Trương Dương, Trương Dương bỏ thuyền nhảy vào tổng nước, đạn liên tiếp bắn trúng thuyền mô tô, bình xăng của thuyền mô tô bị bắt lửa, bùm một tiếng nổ tung. Đối phương vẫn không có ý định ngừng bắn, đạn từ phía trên bắn rải xuống dưới nước. Trương Đại Quan Nhân lợi dụng vật kiến trúc và vách tường để che chắn người. Một loạt đạn qua đi, Trương Dương lẻn tới, ống tuyết trong tay đâm xuyên khoang động cơ của thuyền mô tô. Đối phương cảm thấy thân thuyền chấn động. Một cây ống tuyết không ngờ sỏ xuyên qua thân tàu nhô ra, thuyền mô tô bị hao tổn nghiêm trọng, lập tức tắt máy. Hai người đó cả kinh nói, hắn vẫn ở bên dưới. Mấy người giơ súng tự động nhắm xuống dưới nước tiếp tục bắn. Trương Đại Quan Nhân đã chạy trốn tới khu vực an toàn hắn tu luyện đại thừa quyết, cho dù ở dưới nước ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì, đương thời chỉ sợ không có người thứ hai có được bản sự như hắn. Phía trên có hai người nhảy vào trong nước, hai người đều đeo mặt nạ, trên đầu gắn đèn, dùng đèn chiếu sáng mặt nước tối tăm, muốn tìm kiếm vị trí của Trương Dương. Thân ảnh của Trương Đại Quan Nhân thoáng hiện ở ven tường, hai người dơ súng lên rồi nhấn cỏ nhấn cỏ. Trương Đại Quan Nhân trước khi bọn họ bắn xong đã lẻn tới một vách tường khác. Hai người ở dưới nước ra hiệu cho nhau, phân biệt từ hai phía trái phải bọc đánh. Chờ bọn họ đồng thời xuất hiện sau tường vây thì lại phát hiện phía sau căn bản không có căn bản không có ai, Trương Đại Quan nhân giống như quỷ mị xuất hiện phía sau một người ở bên phải, vươn tay ra bịt miệng mũi tên đó rồi dứt khoát bẻ gãy cổ hắn, đoạt lấy súng từ trong tay hắn. Người ở trong nước suy và động tác sẽ trở nên chậm chạp, một gã người Nhật Bản khác sau khi đồng bạn bị giết mới ý thức được nguy hiểm hắn vội vàng chỉ họng súng bắn Trương Dương. Đáng tiếc hắn ra tay căn bản không thể bằng được Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân đã nhấn cỏ súng trước, bắn nát ngực hắn, máu tươi từ đáy nước lan ra. Trương Dương bơi tới đoạt súng lục trong tay hắn. Thi thể chậm rãi nổi lên mặt nước. Bốn gã người Nhật Bản vẫn ở trong kho hàng đang hết sức chăm chú nhìn biến hóa trên mặt nước. Khi bọn họ nhìn thấy một cỗ thi thể nổi lên thì nhất tề chỉ họng súng về phía đó. Cơ hồ lập tức bọn họ nhận ra đó là người của mình không bao lâu sau thì cỗ thi thể thứ hai lại nổ lên. Bốn gã người Nhật Bản nhìn nhau, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, cơ hồ đồng thời đưa ra một quyết định, đang bóp ga chuẩn bị rời khỏi kho hàng thì một cỗ thi thể bỗng nhiên bị đẩy ra, trương đại quan nhân từ trong nước hiện thân, hai tay cầm hai khẩu súng tự động nhắm vào đối phương mà bắn, bốn gã người Nhật Bản thậm chí còn chưa có động tác bắn trả thì đã bị hắn bắn chết tại chỗ. Trương Dương từ trong nước trồi lên, hắn tới gần một chiếc thuyền mô tô rồi đẩy thi thể trên đó xuống nước. Phận ga chậm rãi lái ra khỏi kho hàng tình huống của cảng mới thế nào hạng thành bấm sos điện thoại của cung kỳ vĩ cung kỳ vĩ lớn tiếng nói tổn hại nghiêm trọng đa số bến tàu đều đã bị nước biển nhấm chìm ở hiện trường gió rất lớn mưa thì ngứt rồi hy vọng thời tiết tiếp theo sẽ không chuyển biến xấu nữa khi cung kỳ vĩ đang nói chuyện thì trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm liên tiếp hạng thành nói kỳ vĩ đem giao hiện trường cho quốc cường anh tới câu lạc bộ thủy thủ tình thế nơi đó vô cùng hỗn loạn, cần phải có người tới chỉ huy. Cung kỳ vĩ nói, bí thư hạng, tình huống tình huống rất ác liệt, có gần ngàn người dân còn chưa kịp di rời. Hạng thành nói, kỳ vĩ, rất nhiều địa phương của Bắc Cảng tình thế đều rất ác liệt, nhân thủ của chúng ta có chút không đủ, anh trước tiên đi giải quyết vấn đề bên kia đã. Đáp dạ một tiếng rồi gác điện thoại, tìm triệu quốc cường đang chỉ huy ở tuyến đầu, ghé vào tai hắn nói chuyện mình phải đi triệu quốc cường lớn tiếng nói câu lạc bộ thủy thủ bên kia địa thế cao chắc không có vấn đề gì đâu cung kỳ vĩ nói bí thư hạng nói tình huống bên kia vô cùng hỗn loạn nơi này giao cho anh tôi qua bên kia xem thế nào triệu quốc cường gật đầu chỉ chỉ vào xe việt giã ở xa xa tôi bảo lái xe đưa ngài đi cung kỳ vĩ vừa mới lên xe thì mưa tựa hồ lại lớn hắn gió thổi cho thân xe lung lay lái xe địa đi tới có điều khiến bọn họ vui mừng là khi tiếp cận câu lạc bộ thủy thủ thì nước ở bánh xe thấp đi, xem ra tình huống nơi này không nghiêm trọng lắm. Khi tới trước cửa lớn của câu lạc bộ thủy thủ thì phát hiện đường trước cửa rất ít nước động, cung kỳ vĩ không khỏi có chút kinh ngạc, vừa rồi hạng thành nói với mình như vậy rằng tình huống rất khẩn cấp, nhưng tình huống hiện trường không nghiêm trọng như những gì y nói. chương 2132, cứng rắn 4 Càng làm cho cung kỳ vĩ kỳ quái là căn bản không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hắn ra hiệu cho lái xe cửa lớn cửa lớn tiến vào trong sân trống rỗng bản không thấy bóng ái lái xe cũng thấy kỳ quái hắn nói với cung kỳ vĩ phó bí thư cung hình như tất cả người được di rời rồi nơi này căn bản không có ai cả cung kỳ vĩ nhíu mày hắn cầm đang chuẩn bị bấm số của hạng thành thì phát hiện di động căn bản không có tín hiệu hiển nhiên thắp tín hiệu ở gần đây đã trục chặt tín hiệu nơi này căn bản không nối đi được lái xe nói phó thị trưởng cung chúng ta đi chứ cung kỳ vĩ gật đầu khi lái xe đang chuẩn bị quay đầu xe thì nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng khởi động ô tô một chiếc xe vận tải chậm rãi khởi động ánh đèn sáng rực chiếu về phía bọn họ lái xe bị chiếu cho không mở mắt ra được tức giận nói ai đấy hắn mở cửa xe bước xuống căm giận muốn tìm đối phương lý luận nhưng đúng lúc này đó chiếc xe vận tải đột nhiên khởi động cung kỳ vĩ ngồi ở ghế sau nhìn một màn trước mắt làm người ta kinh hãi chiếc xe vận tải không chút do dự đâm lên người lái xe. sau đó thì từ nhìn tới xe hắn. cung kỳ vĩ trong nháy mắt minh bạch gì đó. hắn muốn mở cửa xe nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. xe vận tải toàn tốc đâm lên xe việt giã của hắn. đâm nát bé đầu xe việt giã. sau đó thì nhanh chóng tăng tốc tiếp tục nhìn lên thân xe. thân thể của cung kỳ vĩ mất khống chế bay ra và chạm thật mạnh lên cửa xe. sau đó thì bắn về ghế ngồi của mình. không đợi thân thể hắn ổn định lại và chạm lần thứ hai đã đến, liên tiếp hất xe Việt giã đâm vào cửa lớn của câu lạc bộ thủy thủ. Và vào tường bên cạnh, đâm vỡ vòng bảo hộ, sau đó thì xe Việt giã hoàn toàn biến hình từ độ cao ba thước rơi xuống lòng sông. Cung kỳ vĩ người đầy máu tươi, hắn nhìn thấy thủy tinh cửa nóc đã hoàn toàn vỡ ra, nhìn thấy nước sông đang từ từ cửa nóc tràn vào, hắn vươn bàn tay đầy máu ra, ý đồ muốn đẩy mảng kính ra. Nhưng người lại bị kẹt dính ở chỗ ngồi, trên bờ sông xuất hiện một thân ảnh màu đen đang lạnh lùng nhìn chiếc xe vừa rơi xuống sông nhìn cung kỳ vĩ đang dẫy ruộng khóe môi lộ ra nụ cười lãnh khốc mực nước sống đang không ngừng dâng lên bao phủ thân thể của cung kỳ vĩ hắn thậm chí ngửi được mùi máu trên người mình thậm chí cảm thụ được máu của mình đang chảy ra trước mắt xuất hiện mặt vợ và con gái ánh mắt của cung kỳ vĩ đã ươn ướt hắn nước mắt hắn chảy xuống không phải vì sợ hãi mà là tiếc nuối hắn không vào thời khắc cuối cùng của nhân sinh không được nhìn thấy vợ con, kiếp này cũng không còn cơ hội nữa rồi. Ngón tay cung kỳ vĩ run run, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái bút cắm trong túi ghế dựa, cung kỳ vĩ dùng hết tất cả lực lượng lôi cái bút ra, sau đó run run viết một hàng chữ trên nóc xe, hạng thành. Dù tôi, viết xong bốn chữ này nước đã hoàn toàn nhấn chìm miệng mũi hắn. Người trên bờ nhìn thân thể trong xe đang không ngừng giấy ruộng, cho tới khi triệt để bất động thì hắn lúc này mới gật đầu, trở lại khoang điều khiển của xe vận tải, khởi động xe lái vào trong bóng đêm. Từ trong điện thoại biết được tin tức mình muốn, hạng thành trong lòng lại không có một chút vui sướng nào, ngược lại, mắt y đỏ ửng một loại cảm giác bứt sức trước giờ chưa từng có bao phủ nội tâm y, buông điện thoại, tay y có chút máy móc gõ lên mặt bàn, nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Cung Hoàn Sơn vào lúc này gõ cửa phòng của hạng thành, hạng thành lau khô nước mắt, giọng nói khàn khàn, vào đi. Cung Hoàn Sơn đi vào phòng y, nhìn thấy bộ dạng của hạng thành thì không khỏi lắp bắp kinh hãi bí thư hạng anh hạng thành nói bắc cảng vô tội dân chúng vô tội vì sao lại gặp phải trường kiếp nạn này cung hoàn sơn có chút cảm động mím môi nói bí thư hạng trời có mưa gió bất chắc thiên tai là điều chúng ta không thể đoán trước được nếu chuyện xảy ra rồi thì chúng ta chỉ có thể hết sức giảm bớt tổn thất ngài cũng đừng buồn quá hạng thành nói anh tới đây là để nói cho tôi biết chuyện gì Hạng Thành thậm chí lười hỏi là chuyện tốt hay chuyện xấu, dưới loại tình huống này căn bản không thể có tin tức tốt gì cả. Cung Hoàn Sơn nói: "Bí thư Hạng, trừ Bắc Cảng ra thì mấy huyện thành phố chịu chịu tai họa trên trình độ bất đồng, trong đó tình huống của Tân Hải là nghiêm trọng nhất, trước mắt đã mất liên lạc với Trương Dương, bên kia đều là hứa xong kỳ phụ trách chỉ huy." Hạng Thành không khỏi nổi giận, giờ là lúc nào, hắn đi đâu? "Hả, vào những lúc như thế này" hắn thân là bí thư thị ủy mà không xuất hiện ở tuyến đầu chống thiên tai ư. Nói xong câu đó, hạng thành tựa hồ nhớ tới gì đó, đứng dậy, hoàn sơn, đi. Chúng ta tới hiện trường xem, hạng thành vừa đứng lên thì liền cảm thấy đầu óc tráng váng, đặt mông ngổ phịch xuống ghế. Cung hoàn sơn hoảng bước lên phía trước đỡ tay y, quan tâm nói, bí thư hạng, làm sao vậy? Hạng thành xua tay, dùng tay dai dai mi tâm, nói khẽ tôi không sao, có thể là do lâu rồi chưa ăn gì. Cung Hoàn Sơn nói: "Bí thư Hạng, tôi lập tức cho người làm cơm mang tới cho ngài." Hạng Thành nói: "Anh không cần lo cho tôi, nhiệm vụ hiện tại của anh là phải đi cứu tế chứ không phải ở đây nói chuyện phiếm với tôi, anh đi đi, đi mau đi." Cung Hoàn Sơn gật đầu, hắn có chút đồng tình nhìn Hạng Thành, Cung Hoàn Sơn không chỉ nhìn thấy bản thân trận tai nạn này, hắn nghĩ đến thay đổi chính trị sau trận thiên tai này, tuy rằng là thiên tai, tuy rằng bọn họ đã làm ra biện pháp dự phòng các mặt nhưng lần này nhân số tử vong và tổn thất tài sản là không thể đánh giá, trước mắt tin tức nhận được là nhân số tử vong đã gần trăm người, con số lớn như vậy đã khiến cho người ta ghê người rồi, về sau phải có người gánh vác hậu quả. Cung Hoàn Sơn vừa ly khai văn phòng của Hạng Thành thì liền nhìn thấy bộ trưởng tuyên truyền Hoàng Bộ Thành vội vàng đi tới, Cung Hoàn Sơn nghênh đón, "Lão Hoàng, gấp thế?" hoàng bộ thành tối nay tự mình phụ trách đưa tin tin tức toàn cảnh bắc cảng kịp thời kịp thời thông báo tin tức của tình hình thiên tai cho các bộ môn của toàn thành phố hắn chỉ chỉ vào văn phòng bí thư bí thư hạng có trong đó không cung hoàn sơn nói có có điều tâm tình rất xấu hoàng bộ thành nói đã xảy ra chuyện rồi cung hoàn sơn nói sao hoàng bộ thành nói đồng chí kỳ vĩ không biết đã đi đâu rồi đột nhiên mất liên lạc cung hoàn sơn nói tối nay thời tiết ác liệt rất nhiều thiết bị thông tin bị hư hại, rất nhiều chỗ của rất nhiều cũng không thể truyền được tín hiệu di động, anh cũng đừng quá khẩn trương. Hoàng Bộ Thành nói, trước mắt nhân số tử vong đã vượt qua 150 người, cảng mới bị tổn hại nghiêm trọng, kiến trúc ven bờ đều là tổn hại nghiêm trọng, nước biển tràn đê, tổn thất tài sản không thể tính toán. Khóe môi cung hoàn sơn giật giật, nói khẽ nói khẽ chuyện này lát nữa hãy nói với bí thư hạng, trước tiên để anh ta nghỉ ngơi một chút đã. Cung Hoàn Sơn cho rằng cho dù đem chuyện này nói với Hạng Thành thì cũng chỉ khiến y phiền não thêm, Hạng Thành cũng không có sức cứu vãn, giờ chỉ có thể đặt hết hy vọng cho ông trời, hy vọng thiên tai sẽ dừng ở đây, đừng tiếp tục nữa. Lúc này Đông Giang trời cũng đang mưa, rất nhiều người của Bắc Cảng đang ở Đông Giang đều lo lắng về tình hình thiên tai ở bên này, viên hiếu công cả đêm không ngủ, liên tục gọi điện thoại về cho nhà, nhưng Thủy Trung không được, viên hiếu công quyết định ngày mai phải về một chuyến, Người nhà của hắn đều ở Bắc Cảng, trận thiên tai này không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào cho bọn họ. Khi viên Hiếu Công đang đứng ngồi không yên thì điện thoại trên bàn của hắn đột nhiên vang lên. Viên Hiếu Công cầm điện thoại, alo. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của lão tứ viên Hiếu Thương, đại ca. Viên Hiếu Công nghe thấy giọng nói của hắn thì thở vào nhẹ nhõm. Hiếu Thương, tôi đang lo lắng cho các cậu, vừa rồi tôi vẫn luôn chú ý tin tức, Bắc Cảng gặp thời tiết ác liệt hơn phân nửa nội thành đã chìm trong nước biển, tôi gọi điện thoại cho cậu mà Thủy chung không được. Viên Hiếu Thương nói, đại ca, anh đừng lo, bão bên này dẫn phát tới một trận sóng thần, tình huống cũng không ác liệt như trong tưởng tượng, chủ yếu lan tới địa khu vùng Duyên Hải thôi, rất nhiều đường dẫn thông tin trong thành đều hỏng, cho nên tín hiệu di động ở rất nhiều chỗ xuất hiện gián đoạn, vừa rồi em bận lo chuyện của khách sạn, giờ vừa mới an bài xong, nên gọi điện thoại cho anh, vì sợ anh đang lo lắng. Viên Hiếu công nói, lão tam thế nào? Viên Hiếu thương nói, một nhà bọn họ đều tới thảo nguyên du lịch, đi cũng đúng lúc thật, vừa hay tránh được trận thiên tai này. Viên Hiếu công nói, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Viên Hiếu thương cười nói, đại ca, anh yên tâm đi, em biết chiếu cố cho mình mà. Hai huynh đệ hàn huyên vài câu, Viên Hiếu công lúc này mới an tâm bỏ máy, từ sau khi tới Đông Giang, hắn cả người nhàn rỗi, hắn cũng hiểu rõ, mình lần này được chuyển công tác là ngoài mặt thì lên nhưng thực sự là xuống, chắc là cấp trên đã hoài nghi hắn, nhưng tạm thời không tìm thấy chứng cớ. Bên ngoài mưa tựa hồ đã nhỏ đi một chút, cửa sổ bỗng nhiên bị gió thổi mở toang, Viên Hiếu Công vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ, tới phía trước cửa sổ, khi tay hắn vừa mới chạm vào khung cửa sổ thì bỗng nhiên nhìn thấy trên kính có một cái bóng ngược màu đen. Viên Hiếu Công vội vàng xoay người lại, vị khách không mời mà đến này mặc áo mưa màu xanh, bịt chặt miệng hắn sau đó cầm dao trong tay hung hăng đâm vào ngực viên hiếu công. chương 2133, cơn bão hoàn mỹ 1 Đạn liên tiếp bắn sượt qua phía bên phải thân thể Trương Dương, hắn điều khiển thuyền mô tô đột nhiên đổi hướng, rẽ phải phía bên phải kho hàng, đan bắn sát theo hắn, lưu lại một loạt đạn ở trên vách tường kho hàng. Hai chiếc thuyền mô tô phía trước bọc đánh tới Trương Dương, Trương Dương nhìn rất rõ, giữa hai chiếc thuyền mô tô có một dây thép mỏng, hai đầu của dây thép được hai người cầm, dưới tình trạng đi cao tốc rất dễ bỏ qua dây thép đó nếu mình lựa chọn đi qua giữa đối phương thì khẳng định sẽ bị vấp ngã trương đại quan nhân nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên tới lớn nhất sau đó thì tác động bánh lái bay lên không cách mặt nước gần hai thước tránh được sợi dây ý đổ ngáng đường hắn đang ở giữa không trung hay một tay nắm tay lái rút súng tự động đeo bên hông ra thì nhắm vào thuyền mô tô phía dưới từ trên cao bắn xuống dầm một tiếng một chiếc thuyền mô tô trong đó bị đạn bắn trúng bình xăng, nổ tung trên mặt nước, hình thành một quả cầu lửa cực lớn, chiếc thuyền mô tô khác cũng bị sóng xung kích của vụ nổ lan đến, hai gã võ giả Nhật Bản trên thuyền mô tô chấn cho chấn cho thân thể bay lên không, va và vào vách tường của kho hàng bên phải. Súng tự động đã hết đạn, Trương Dương ném súng tự động đi, hai tay cầm tay lại hạ xuống mặt nước. Xoay người nhìn lại, quả cầu lửa do thuyền mô tô nổ tung tạo ra đã tắt hẳn một cỗ hàn khí vô hình từ phía trên lan tới trương dương ngẩng đầu liền thấy trên nóc kho hàng có một ninja nhật bản mặc áo trắng đang đứng thẳng cả khuôn mặt hắn cơ hồ đều bị che chỉ lộ ra đôi mắt ưng quang mang âm lãnh nhìn thẳng vào mặt trương dương hai chân đứng trên nóc nhà từ trên cao nhìn xuống bất khả nhất thế trương dương cũng có chút hứng thú nhìn hắn từ khí thế của đối phương hắn đã cảm thấy đối thủ này không bình thường ninja áo trắng giơ tay lên hai viên đạn bắn ra tới mặt nước phía trước trương dương viên đạn trước khi rơi xuống nước thì nổ tung ánh lửa màu xanh trong nháy mắt đã phong tỏa đường đi tới của trương dương trương dương muốn thay đổi phương hướng tên ninja áo trắng liên tiếp bắn đạn khiến trương dương bị vây trong ánh lửa màu đỏ trương dương gật đầu thân thể bay lên tay phải nhẹ nhàng vỗ lên trên vách tường của kho hàng rồi liên tục lập lại vài lần thân thể đã tiếp cận nóc kho hàng ninja áo trắng rút đao nhật bản sau lưng ra hai tay giơ lên cao, đao Nhật Bản được nâng lên quá đỉnh đầu, toàn lực bổ xuống, đao phong chém Trương Dương vẫn đang ở trong không trung. Hắn đứng trên chỗ cao, hai chân dẫm lên đất, từ trên cao đánh xuống, lấy tĩnh chế động, Trương Dương thì thân ở trong hư không, hai chân lơ lửng. So sánh hai người với nhau thì ưu khuyết của cảnh ngộ đã hiện rõ mồm một. Trương đại quan nhân vào lúc đối phương xuất đao thì thân thể xoay tròn sang phải, kề sát vách tường kho hàng mà di chuyển hai thước, hai thước này đã hoàn toàn tránh được phạm vi của đao phong đối phương. Đao Nhật Bản được bọc trong một tầng lửa màu xanh, một đao bổ ra, đao khí không ngờ lưu lại một vết đao gần ba thước trên vách tường kho hàng. Trương Dương tóm lấy thời cơ sau khi đối phương xuất đao thì đao thế đã hết, thân thể lại bay lên không, lần này không ngờ bay vọt qua cả đỉnh đầu đối phương. Đao trong tay ra áo trăng chém lên, sau đó hai chân cấp tốc trượt trên nóc nhà, lui về phía sau hơn 10 thước. Đao phong lướt qua một ánh lửa màu xanh rời thân đao bay ra, bọc lấy thân thể của trương dương. trương đại quan nhân một trường đánh ra, trường phong và ánh lửa màu xanh va chạm với nhau, bùng một tiếng, ánh lửa màu tách ra thành vô số những đốm lửa nhỏ, cháy rừng rực trên nóc không tắt. hai chân trương dương thành công hạ xuống nóc, nhìn ánh lửa màu xanh thiêu đốt dưới chân, trương dương gật đầu, đao pháp không được tốt lắm, nhưng đồ chơi để phô trương thanh thế thì không ít. lửa này có độc à? Ninja áo trắng đứng cách Trương Dương 10 thước, ánh lửa trên thân đao đã tắt. Trương Dương nhíu mày, theo ánh lửa màu xanh vừa tắt, còn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trong không khí, nơi bị ánh lửa liếm vào xuất hiện sự ăn mòn, ninja áo trắng này hiển nhiên không phải là hạng người quang minh lỗi lạc, nếu người thường cho dù không bị lửa độc này của hắn ám toán thì cũng sẽ bị thương dưới khí thể cổ quái nào. Đại thừa quyết của Trương đại quan nhân đã sớm tu luyện tới cảnh giới khá cao, tất nhiên sẽ không sợ loại mùi này ninja áo trắng cầm ngang đao, sau đó bước về phía trước, liên tục vung đao Nhật Bản, xài bước tới Trương Dương, đao phong đâm thẳng về phía trước, người và đao hợp hai làm một, hình thành một thanh đao Nhật Bản vô kiên bất tồi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chân phải điểm một cái, nội lực dọc theo nóc kho hàng chuyển tới, nóc nhà dưới chân vỡ ra, nhanh chóng lan về phía trước. Ninja áo trắng mới đi được nửa đường thì nóc nhà dưới chân cũng vỡ ra, lộ ra một hố to, chân hắn bước hụt, đao trong tay thay đổi phương hướng đâm lên nóc nhà phía trước, thân đao dưới áp lực chung của nóc nhà và thân thể cong như cung, khi đao phong một lần nữa thẳng lại thì thân thể hắn lợi dụng phản lực này bay ngược ra ngoài, về lại chỗ cũ. Trương Dương căn bản không ra tay cũng đã đánh lui lần tấn công này của hắn. Ninja áo trắng cắm lại đao Nhật Bản vào vỏ phía sau, sau đó giang hai tay ra, hơn 10 cái trông sắt gào thét bay về phía Trương Dương. Hoặc là bay cao, hoặc là bay thấp, hoặc thẳng, hoặc cong, từ bốn phương tám hướng phong tỏa tất đường đi có thể trốn tránh của Trương Dương. Trương đại quan nhân cười khinh thường, nhẹ hàm răng trắng bóng, dưới chân hắn điểm một cái, từ nóc kho hàng bay thẳng lên. Hiện trường vang lên một loạt tiếng len ken, trông sắt đều bị mái nhà cản lại. Ám khí trên người ra áo trắng ùn ùn, trông sắt vừa mới bị cản thì hắn lại liên tiếp ném ra đạn lửa. Trương Dương tức giận nói, đỡ này, hắn túm lấy một cái mái ngói trong tay, ném ra bên ngoài như ném đĩa bóp một phát chuẩn sáng trúng mặt tên ninja áo trắng lần này ra tay vừa chuẩn vừa độc đập cho tên ninja áo trắng mặt nở hoa vải trắng che mặt lập tức nhiễm đỏ trương đại quan nhân nhếch miệng cười nói lỗ mũi ăn trầu rồi hà tiếp nè lại một viên ngói bay tới ninja áo trắng vội vàng rút đao nhật bản chém viên ngói nhưng trương đại quan nhân bên kia lại ném ra một tấm tấm sau bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều hơn xa tấm trước hai cái mái ngói chưa tới trước mặt ninja áo trắng thì đã chạm vào nhau. Dầm một tiếng vỡ tan thành nhiều mạnh, gạch ngói vụn vỡ vụn giống như hoa vũ đầy trời bao phủ ninja, ninja áo trắng này cho dù có bản sự lớn bằng trời cũng không thể đỡ được một kích toàn lực của trương đại quan nhân. Chỉ cảm thấy thân thể giống như bị trăm ngàn viên đạn xuyên thủng, hắn hét thảm một tiếng, đao Nhật Bản trong tay cắm xuống đất, cả người đều là lỗ máu, không phải dựa vào đao Nhật Bản chống đỡ thì hắn đã sớm ngã xuống rồi. Trương đại quan nhân nói, trời ám khí, người Trung Quốc chúng tao mới là tổ tông. Ninja áo trắng run run bước ra một bước về phía trước, giơ đao trong tay lên, tựa hồ muốn khởi sướng một lần công kích cuối cùng, nhưng thân thể lại mất thăng băng, từ nóc kho hàng ngã nhào. Chương 2134, cơn bão hoàn mỹ 2. Trương đại quan nhân thở dài, con mẹ nó, sao cái đám chó chết này đều không biết tự lượng sức mình như vậy nhỉ? nói còn chưa dứt lời thì một đạo xét đánh xé rách màn trời màu đen, ngay sau đó thì một tiếng sấm rền vang lên, chấn cho trương đại quan nhân không khỏi dùng mình một cái, từ phương xa truyền đến tiếng gió rít như tiếng giã thú gào. Trong tiếng gió mơ hồ truyền đến giọng nói của một nữ tử, trương đại quan nhân giỏng tai lắng nghe, tiếng nói đó đứt quãng trong gió đêm, bị tiếng gió và tiếng mưa rơi xé thành từng mảnh nhỏ, có điều hắn vẫn phân biệt ra đó là giọng nói của kiều mộng Việt, Trương Dương. Anh ở đâu Trương Dương Trương Dương? Trương Dương không nghe nhầm, người tới đúng là Kiều Mộng viện, Trương Dương đi rồi, cô ta vẫn ở trên gò đất cao duy trì trật tự, vừa rồi Trình Diễm Đông bị thương trở về, Kiều Mộng viện mới biết chuyện bọn họ bị tập kích bị tập kích, cảnh viên ở hiện trường không nhịn được, khi Trình Diễm Đông liên hệ cứu binh thì Kiều Mộng viện trộm một chiếc cano đi tới đây, cô ta tìm kiếm hơn 10 ở mảng thủy vực này, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Trương Dương, mưa gió càng lúc càng lớn, sóng so với vừa rồi thì tựa hồ còn lớn hơn rất nhiều. Cano không ngừng sóc nảy trong nước, Kiều Mộng Viện thì vừa lo vừa sợ, cô ta xưa nay luôn kiên cường lúc này cũng không khỏi bật khóc Trương Dương. Trương Dương, anh đừng bỏ em, Cano tựa hồ đụng phải thứ gì đó, Kiều Mộng Viện cầm đèn pin chiếu xuống thì nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch của người chết, cô ta sợ đến nỗi hết rầm trời. Mộng Viện, Kiều Mộng Viện ngẩng đầu, cô ta nhìn thấy ánh sáng trên nóc kho hàng, cô ta nhìn thấy thân ảnh trong mưa gió tuy rằng rất mơ hồ, nhưng vẫn kiên cường sừng sững. Kiều Mộng Viện che miệng bật khóc, nước mắt tùy ý tuôn ra, nhưng cô ta biết mình giờ phút này đang hạnh phúc. Trương Dương từ nóc kho hàng bay xuống, mũi chân điểm nhẹ lên xác chết đang nổi bồng bềnh, nhảy vào trong cano, tới trước mặt Kiều Mộng Viện, hai người nhìn nhau trong mưa gió, bỗng nhiên đồng thời lao lên, ôm chặt lấy đối phương, thân thể thân thể dã sớm bị mưa gió làm ướt đẫm, nhưng nội tâm của bọn họ lại như lửa nóng, Trương Dương tìm môi Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện chủ động dâng hiến, hôn lên môi Trương Dương tiếng sét đánh liên tiếp khiến đôi tình lữ đang đắm chìm trong hạnh phúc tỉnh táo lại trương dương ngẩng đầu nhìn trời trên bầu trời giống như kim xà loạn khi thì sáng ban ngày khi thì yên lặng như rơi vào hắc ám vô tận kiều mộng viện có chút sợ hãi nói liệu có bão nữa không trương dương lắc đầu ánh mắt trong ánh mắt lại lộ ra vẻ u buồn hắn nói khẽ trước tiên rời khỏi nơi này đã rồi tính kiều mộng viện giao cano cho hắn lúc này sầm và chớp đột nhiên ngừng lại mưa gió cũng nhỏ đi toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức bọn họ có thể rõ ràng tiếng hô hấp của nhau. Tâm tình của Trương Dương lại không được thả lỏng chút nào, không biết vì sao, hắn cảm thấy một loại áp lực nói không nên lời. Từ khi trận báo này bắt đầu, hạng thành không hề rời khỏi văn phòng của y, tin tức xấu liên tiếp truyền đến, hạng thành tựa hồ đã chết lặng, y cảm thấy tinh thần của mình như bị hút ra khỏi thể xác. Tuy rằng sinh mệnh của y vẫn còn, nhưng y hắn hiện tại đã hoàn toàn trở thành một cái xác không hồn, điện thoại trên bàn vang lên rất lâu nhưng hạng thành lại không hề muốn nhắc từ tin tức xấu thì còn có thể có gì nữa hạng thành châm một điếu thuốc lá lặng lẽ hít một hơi như muốn tìm về tinh thần của mình cửa phòng vào lúc này vang lên tiếng gõ hạng thành có chút không kiên nhẫn gầm lên tôi không phải đã nói rồi ư bất kỳ ai cũng không được quấy dày tôi tôi không muốn gặp ai cả tôi không muốn gặp ai cả thư ký nghe thấy tiếng hét của hạng thành nhưng hắn vẫn chịu áp lực bước vào vẻ mặt sợ hãi nhìn hạng thành, bí thư hạng, vừa mới nhận được thông báo thời tiết mới nhất, bão rất vẫn đang tiếp cận Bắc Cảng, trong phạm vi ba cây em vùng Duyên Hải có thể sẽ bị bao phủ, còn nữa. Vừa mới xảy ra địa chấn, căn cứ vào thông báo của cục địa chấn thì tối nay còn có thể phát sinh địa chấn nữa, địa chấn thường xuyên có lẽ có thể khiến cho sóng thần lớn hơn. Hạng thành nheo mắt lại, vậy thì sao? Thư ký cho rằng mình nghe lầm, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn hạng thành, gì cơ ạ? À? vậy thì sao anh có thể ngăn cản được ư anh cho rằng tôi có thể ngăn cản tất cả những chuyện này phát sinh ư thư ký á khẩu không trả lời được một lát sau hắn mới nói khẽ bí thư hạng hiện tại mọi người đều đã bắt đầu rút lui khỏi trụ sở nơi này cách đường ven biển cũng rất gần không an toàn cho nên hạng thành lắc đầu các anh đi đi tôi ở lại bí thư hạng ra ngoài hạng thành giận dữ hét sau khi cửa phòng đóng lại ánh mắt phẫn nộ của hạng thành nhanh chóng trở nên ảm đạm y đột nhiên cảm thấy nhân sinh của mình đã mất đi ý nghĩa y bắt đầu nghĩ lại bắt đầu nhớ lại y không nhớ nổi mình bắt đầu từ khi nào đã đi lên con đường này chỉ biết là từ sau khi lựa chọn con đường này thì đã không thể quay đầu chỉ có thể đi mãi tiếng ma sát của kim loại từ xa truyền lại giống như mãnh thú viễn cổ gào rít trương dương nhắm mắt lại hắn nghe thấy tiếng động nặng nề và liên tục từ phương xa truyền đến chấn động đến từ sâu trong hải dương Trương Dương bỗng nhiên mở mắt ra, hắn khởi động cano, dùng tốc độ kinh người lao tới hải đăng phía trước, Kiều Mộng Viện mở to mắt đẹp, nhìn mặt biển phương xa, cô ta nhìn thấy một ngấn nước màu trắng đang tới gần bọn họ, sóng thần, sóng thần cao bằng cả 10 tầng nhà, tần suất sóng lớn đập khiến cả thiên địa như rung chuyển. Cano tiếp cận hải đăng, Trương Dương ôm eo nhỏ của Kiều Mộng Viện, toàn lực nhảy lên, bắt được cầu thang sắt ở bên ngoài hải đăng, sau đó dùng tốc độ kinh người leo lên trên cơ hồ là đồng thời, cơn sóng gió động trời bổ nhào vào bên cạnh hắn, cano như một chiếc lá khô bị cuốn đi, sau đó thì bay lên không chung như con dê con. Lập tức một đợt sóng ập đến vỗ tan cano. Trương đại quan nhân vừa rồi đã phán đoán ra sẽ còn một đợt sóng đánh tới, cho dù cano toàn tốc đi tới cũng không thể né kịp sự tập kích của sóng to, sống chết trước mắt, Trương Dương lựa chọn tòa hải đăng này, nếu Hải Đăng có thể may mắn còn tồn tại trong đợt trùng kích của đợt sóng vừa rồi thì có lẽ nó vẫn trụ được khảo nghiệm của đợt sóng thứ hai. Sự thật chứng minh phán đoán của Trương Dương là chính xác. Kết cấu kiên cố của Hải Đăng đã chịu được đợt tùng kích của sóng biển. Trương Dương dẫn Kiều Mộng Viện leo lên, đá văng cửa sổ Hải Đăng, trước tiên đưa Kiều Mộng Viện vào, sau đó thì bản thân cũng chui vào. Hải Đăng không ngừng rung rung trong sóng biển, giống như tùy thời đều có thể đổ sập. Trương Dương và Kiều Mộng Viện lên tới tầng 10, đoạn cao nhất của hải đăng, đèn trong của tháp vẫn sáng, mang tới cho bọn họ một chút ấm áp. Trương Dương đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xa tình cảnh bên ngoài, toàn bộ kho cất đồ của cảng Phước Long đều đã bị thủy triều bao phủ, hải đăng chỗ bọn họ tựa hồ đã trở thành cái phao duy nhất trong thủy triều, hơn phân nửa đã ngập trong nước, theo đợt sóng này. Mưa gió lại buông xuống, sấm chấp đang trà đạp mảnh đất vốn đã thụ thương rất nặng này rồi chương 2135, cơn bão hoàn mỹ 3. Kiều mộng viện tới bên cạnh Trương Dương nhìn tình cảnh bên ngoài, cắn cắn môi, Trương Dương đặt tay lên vai cô ta, Kiều mộng viện chủ động giúp vào lòng hắn, Trương Dương khẽ hôn lên vành tay của cô ta, đừng sợ, có anh ở đây sẽ không sao đâu. Kiều mộng viện gật đầu, lại nghe Trương Dương nói, cho dù chết thì cũng có anh bầu bạn với em. Kiều mộng viện ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ấm áp của Trương Dương, Bỗng nhiên phát hiện trong ánh mắt hắn đã mất đi sự tự tin của ngày xưa, Kiều Mộng Viện nói khẽ anh cũng không nắm chắc chúng ta có thể sống đến ngày mai ư? Mặt đất chấn động, hai người đứng không vững ngã sắp xuống, Trương Dương dùng thân thể bảo vệ Kiều Mộng Viện tránh cho tránh cho cô ta ngã bị thương. Đèn trong trên hải đang lay động kịch liệt, đây cũng không phải là sóng biển đánh vào tạo ra chấn động mà là địa chấn, đèn lấp lóe hai cái, cuối cùng cũng tắt, trong hải đang lầm vào bóng tối. Gió lốc kèm theo mưa to đánh vào cửa sổ hải đăng, từng đến sóng đánh lên thân hải đăng. Kiều Mộng Viện cả người run rẩy trong lòng Trương Dương. Trương Dương ôm chặt cô ta, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho cô ta, ôn nhu nói, "Đừng sợ, thật ra mạng của anh luôn rất tốt." Kiều Mộng Viện lắc đầu, nói khẽ, "Nhưng mạng của em thì luôn xấu, em sợ sẽ liên lụy tới anh." Trương Dương mỉm cười nói, "Nhà đầu ngốc, sao lại nghĩ vậy?" Kiều Mộng Viện nói, chúng ta liệu có chết ở đây hay không? Trương Dương cười nói, sẽ không đâu, anh còn sống chưa đủ, anh vẫn muốn hưởng thụ những ngày yêu đương như em, chết như vậy anh không cam lòng. Kiều Mộng Viện nói, nếu thực sự phải chết như vậy thì em cũng thỏa mãn, ít nhất có anh ở bên cạnh em. Một tia sét đánh lên nóc hải đăng, tiếng sấm theo sau tới, chấn cho cả tòa hải đăng lại rung chuyển. Trương Dương ôm Kiều Mộng Viện, nói khẽ có chuyện anh quên chưa nói với em lần này tới đông giang tỉnh trường chu giới thiệu đối tượng cho anh biết hắn giới thiệu ai cho anh không trương dương nhắc tới nhắc tới chuyện này mục đích dẫn dắt sự chú ý của kiều mộng việt giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ta kiều mộng viện nói ai thật ra trong lòng cô ta đã đoán được rồi trương dương cười nói là em đó kiều mộng viện nói em sao không biết trương dương nói ý của cha em lệnh cha mẹ lời mai mối này em thấy anh thế nào nếu chúng ta có thể thoát chết, em có nguyện ý làm lão bà của anh hay không?" Kiều Mộng Viện nói, "Anh tham lắm, anh có yên nhiên rồi vì sao còn muốn người khác?" Trương Đại Quan Nhân nói, "Thái độ của anh đối với tình cảm trước giờ đều là như cùng ăn cơm ý, đời này anh không thể thủy chung ăn mãi một món được, cá anh cần, tay gấu anh cũng muốn." Không biết xấu hổ, Kiều Mộng Viện nhỏ giọng mắng, thật ra tính nết của thằng cha này cô ta trong lòng biết rõ từ lâu rồi. Lại một đợt sóng đánh lên hải đăng, kiều mộng viện đã không còn sợ như vừa rồi cô ta giúp người vào trong lòng không giống em biết trong lòng anh thủy trung yêu yên nhiên hơn một chút trương dương em thừa nhận em thích anh kiều mộng viện bỗng nhiên phát hiện mình không ngờ có chút chờ đợi tối nay chính là kết thúc của thế giới nếu như vậy sẽ không ai có thể chia lìa bọn họ trương dương nói mộng viện anh thật ra rất tham anh luôn là gặp một người thì yêu một người nhưng anh đối với mỗi một người đều là rất nghiêm túc em có tin không Kiều Mộng Viện nói, tin hay không thì có liên quan gì. Bất kể trong lòng anh nghĩ như thế nào, bất kể trong lòng anh chứa bao nhiêu người thì em vẫn là bị anh hại rồi, cả đời này trừ anh ra thì trong lòng em không bao giờ nghĩ tới ai được nữa. Trương Đại quan nhân nói, anh biết, thật ra anh còn có rất nhiều chuyện chuyện giấu em, thật ra. Kiều Mộng Viện che môi hắn, đừng nói, em không cần, cho dù là trong lòng anh có nhiều người đến mấy em cũng không quan tâm, em chỉ biết là em nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì cho anh, cho dù là đi chết thì cũng đủ rồi. Nội tâm của Trương Đại Quan Nhân kích động tới mức khó có thể hình dung, hắn nói khẽ thật ra anh, chấm ANS là từ triều đại tùy tới, anh căn bản không phải người hiện đại. Kiều Mộng Viện nói, vào những lúc như thế này anh còn nói chuyện ma quỷ, muốn chọc cho em vui ư. Hải Đăng kịch liệt chấn động, thân tháp bắt đầu nghiêng, thân thể của hai người trượt sang bên, cũng mau nghiêng tới góc độ nhất định thì không tiếp tục nghiêng nữa, Trương Dương nắm tay Kiều Mộng Viện, hai người tới phía trước cửa sổ, nhìn thấy sóng to ngập trời bên ngoài, mưa rền gió giữ mãnh liệt, giống như tận thế đang tiến đến vậy. Chúng ta sẽ chết ư, đây đã là lần thứ hai Kiều Mộng Viện hắn hắn vấn đề này. Trương Dương ôm cô ta vào trong lòng, nói khẽ chúng ta sẽ không chết, chúng ta nhất định sẽ không chết, chúng ta phải sống sót, sáng tạo ra một đám sinh mệnh mới. Trong bóng đêm, Kiều Mộng Viện cảm thấy bàn tay to của thằng cha này đang cởi quần áo ướt đẫm của mình, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa da thịt của mình, Kiều Mộng Viện cắn cắn môi, run run tay đặt tay lên ngực Trương Dương, làm động tác đẩy hắn một cách yếu ớt. Trương đại quan nhân cầm cổ tay của cô ta, nói khẽ anh muốn em, anh hiện tại muốn em. Kiều Mộng Viện nhìn trong bóng đêm hai mắt của Trương Dương lóe sáng, thân thể mềm mại trong nháy mắt đã mềm hóa, tay cô ta chậm rãi hạ xuống, ôm thắt lưng Trương Dương. Trương Dương hôn môi, cổ, ngực của cô ta, hô hấp của Kiều Mộng Viện trở nên rồn rập. Một đạo thiểm điện xẹt qua cửa sổ, chiếu sáng thân hình thanh xuân của hai người, Kiều Mộng Viện xấu hổ lấy tay che mặt, lập tức cô ta cảm thấy thân thể nóng rực của Trương Dương áp sát mình, một cơn đau chưa bao giờ có đến trong tiếng sấm. Kiều Mộng Viện môi, trong hơi thở phát ra một tiếng ư. Trương Dương cảm nhận được sự ướt át và ấm áp đến từ chính sâu trong thân thể của Kiều Mộng Viện, hôn nhẹ lên môi cô ta, chờ thân thể mềm mại của cô ta hoàn toàn thả lỏng, triệt để tiếp nhận mình, lúc này mới nhẹ nhàng dướn lên, ghé bên tai cô ta rồi nói khẽ cho dù thế giới này kết thúc thì anh chết cũng không tiếc. Kẻ lừa đảo, anh chính là kẻ lừa đảo lừa tình lừa sắc, anh. Khi người ta dự cảm được tử vong sắp tới, thường thường sẽ nói ra một số lời nói được chôn sâu trong lòng, cũng sẽ làm việc mà mình bình thường không dám làm. Bình thường, Kiều Mộng Viện luôn rụt rè không thể hoàn toàn giao thân thể cho Trương Dương như hiện tại, cho dù cô ta rất yêu hắn, nhưng tính tình của cô ta lại không cho phép mình làm như vậy. Trương Đại Quan Nhân cũng không thể dễ dàng nói ra quá khứ của mình như vậy. Đương nhiên hắn tuy rằng đã nói, nhưng Kiều Mộng Viện cũng không tin, dù sao loại chuyện này thật sự là quá mức huyền bí, trên đời này không mấy ai tin được. Hải đăng và mặt biểu cơ hồ đã tạo thành góc 60 độ, nhưng vẫn quật cường bất khuất đứng sừng sững trên mặt biển, mặc cho sóng gió tấn công vẫn dùng thân hình chắc chắn của nó để hộ vệ cho đôi tình nhân này được tiếp tục đắm chìm trong yêu thương. Đối với bọn họ mà nói đây là kinh lịch khó quên, sống chết trước mắt mà triền miên kinh tâm động phách như vậy, lại khó có thể quên như vậy. Đối với Kiều Mộng Viện mà nói thì là một lần kinh lịch hoàn toàn mới từ lúc chào đời tới nay, đối với Trương Đại Quan Nhân mà nói thì lần này tràn ngập sự kích thích khác thường. Có điều bọn họ đều từ trong an ủi lẫn nhau tìm được cảm giác an toàn, quên mất sự tồn tại của bão tố bên ngoài. Chương 2136, cơn bão hoàn mỹ 4. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng tình cảnh trong hải đăng, chiếu sáng lên ngọc thể đẹp tới mức khiến cho người ta rung động của Kiều Mộng Viện, Trương Đại Quan nhân nhẹ nhàng vuốt ve, có chút yêu thích không muốn rời tay thần chỉ của tạo hóa này. Kiều Mộng Viện đỏ mặt, tách ra khỏi hắn, cuộn mình lại, cầm quần áo lên che thân thể, nói khẽ trời đã sáng rồi. Trương Đại Quan nhân gật đầu, hắn cũng mặc quần áo lên dọc theo mặt đất nghiêng nghiêng đi về phía cửa sổ nhìn thấy bên ngoài đã dần dần sáng rồi thủy chiều so với tối hôm qua thì tựa hồ đã rút đi xoay người lại liền thấy kiều mộng viện cũng đã mặc quần áo đang khăn mặt nhặt được cẩn thận lau vết máu nhìn thấy trương dương đang nhìn mình kiều mộng viện càng đỏ mặt hắn nhẹ giọng gắt bị anh hại chết rồi trong giọng nói lại không có chút ý tứ oán tránh nào mà tràn ngập nhu tình mật nồng đậm trương dương đi tới ôm cô ta nhẹ nhàng hôn lên mặt cô ta rồi nói khẽ, xem ra mạng của chúng ta chưa tuyệt. Kiều Mộng Viện nói, anh nói không sai, mạng của anh quả nhiên rất lớn. Cả một đêm này, Hạng Thành đều lặng lặng ngồi trên vị trí của mình, lặng lẽ nhìn thiên không ngoài cửa sổ. Chưa hề chớp mắt một khắc nào, khi bình minh chiếu vào ánh nắng đầu tiên, Hạng Thành biết một ngày mới đã tới. Y chậm rãi đứng lên, giống như một lão nhân sắp chết, cầm điện thoại trên bàn rồi bấm số của Cung Hoàn Sơn, Hoàn Sơn tình huống thế nào rồi nhận được cú điện thoại này của hạng thành cung hoàn sơn cũng tràn ngập kinh ngạc đêm nay hắn đã gọi vô số cú điện thoại nhưng hạng thành thủy trung không bắt máy hắn biết hạng thành ở ngay tại văn phòng trận thiên tai này đã đánh gục thần kinh của bí thư hạng y đối với tất cả chung quanh đã biểu hiện ra sự kháng cự rõ ràng tối hôm qua khi bão mãnh liệt nhất y cũng cự tuyệt rời khỏi văn phòng cung hoàn sơn trong lòng ý thức được trong trận thiên tai này Hạng Thành không hề phát huy ra năng lực của một người lãnh đạo. Cung Hoàn Sơn nói: "Bí thư Hạng, cho tới bây giờ đã có được nhân số tử vong là 327 người, đây chỉ là con số của công tác thống kê bước đầu, theo thủy triều rút đi, con số này khẳng định sẽ còn có thể gia tăng." Hạng Thành có chuẩn bị tâm lý đối với việc này, nói khẽ "vẫn tốt." Cung Hoàn Sơn có chút kinh ngạc há to miệng, hắn không biết Hạng Thành vì sao lại nói ra hai chữ "vẫn tốt" này, cho dù nhân số tử vong chỉ như vậy, bọn họ cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm huống chi nhân số tử vong tuyệt đối không chỉ là con số này hạng thành chẳng lẽ là bị trận bão này đánh cho hồ đồ rồi ư cung hoàn sơn lại nói bí thư hạng đồng chí cung kỳ vĩ mất tích rồi đến bây giờ vẫn chưa tìm được hắn hạng thành ừ một tiếng tìm đi nói xong y liền gác máy hạng thành mặc quần áo điện thoại trên bàn lại vang lên y cầm điện thoại từ đầu kia của điện thoại truyền đến giọng nói phẫn nộ của bí thư tỉnh ủy tống hoài minh hạng thành anh làm cái gì vậy hả? Bắc Cảng phát sinh chuyện lớn như vậy mà anh không ngờ cả toàn bộ buổi tối đều không liên lạc được, thân là bí thư thị ủy Bắc Cảng, anh không tới tuyến đầu chỉ huy mà trốn trong văn phòng. Trong lòng anh còn có nhân dân Bắc Cảng hay không? Anh có phải là một đảng viên hay không? Hạng Thành nói, tôi không xứng chức, tôi đã chuẩn bị gánh vác tất cả trách nhiệm rồi. Hạng Thành nói xong liền gác máy, y chủ động dập điện thoại của Tống Hoài Minh. Từ lúc chào đời tới nay, Hạng Thành chưa bao giờ biểu hiện ra sự chủ động và cường thế như vậy trước mặt lãnh đạo thượng cấp, sự bực bội trong lòng y tựa hồ bớt đi được một chút, y thay quần áo, chậm rãi ra khỏi trụ sở. Trong trụ sở thị ủy, nước cao tới đầu gối, trong trụ sở không có bao nhiêu người, Hạng Thành đi tới từng bước một, trời vẫn đổ mưa, so với tối hôm qua thì Hạng Thành có thể nói là nhẹ nhàng. Hạng Thành nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, trong lòng cảm thấy đau đớn, y có một loại cảm giác muốn khóc y bỗng nhiên phát hiện thì ra mình có tình cảm đối với bắc cảng sâu đậm như vậy y nhớ tới lịch trình trưởng thành của mình nhớ tới tất cả những gì bắc cảng đã mang tới cho bắc cảng trong cảm nhận của mình tựa như là người mẹ nhưng y lại làm thương tổn tới người mẹ y là cán bộ không xứng chức y là một nghịch tử hạng thành nghe thấy tiếng chuông di động vang lên y bắt máy giọng nói trầm thấp vang lên mưa lớn như vậy anh muốn đi đâu hạng thành nói tôi rất hối hận tôi sống tới ngày nay mới nghĩ thông, tôi sai rồi, thực sự là rất sai. Đừng nghĩ quá nhiều, tất cả đều đã qua rồi, trận bão này tới rất đúng lúc, đã rửa sạch rất nhiều thứ, tất cả đều có thể làm lại. Hạng Thành nói, rửa sạch hết gì ư, anh cho rằng những gì đã phát sinh thì có thể rửa sạch được ư. Có thể, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được. Hạng Thành lắc đầu, tôi có phải là bộ phận cũng nên bị xóa đi không? đối phương trầm mặc một chút rồi sau đó bật cười sao có thể tôi thủy chung coi anh là đại ca hạng thành cười cười nụ cười vô cùng thê lương tôi minh bạch rồi minh bạch cái gì minh bạch trong lòng anh muốn làm gì nếu anh thực sự coi tôi là đại ca vậy thì hạng thành tạm dừng một chút ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt để tôi chết một cách tôn nghiêm đối phương lâm vào trầm mặc hạng thành nói xong những lời này tôi hát ném điện thoại vào trong nước sau đó tiếp tục đi về phía trước. Thủy triều đã dần dần biến mất, mặt đất một độ bị che lấp đã lại lộ ra, Tân Hải không nghi ngờ gì nữa là địa phương gặp tai họa nghiêm trọng nhất trong toàn bộ địa khu Bắc Cảng, nội thành có 3 phần tư gặp gặp sóng thần, càng không cần phải nói tới bão, địa chấn, mưa đá. 8 giờ sáng hôm sau, Tân Hải đã phát hiện 57 cỗ thi thể, 123 người mất tích, ngay cả bí thư thị ủy Trương Dương cũng nằm trong danh sách mất tích. Trình Diễm Đông bị bắn sau khi được bệnh viện xử lý khẩn cấp, sau khi lấy ra đầu đạn, hắn không thèm nghỉ ngơi ngay lập tức tới Tiền Phương phụ trách chỉ huy cứu viện, nơi gặp phải tai họa nghiêm trọng nhất của Tân Hải phải kể tới khu bảo lưu thuế nhập khẩu. Phương tiện cơ sở vừa mới được dựng lên trong trận thiên tai bất ngờ ập đến này đã bị phá tan, cơ hồ gặp đả kích có tính hủy diệt. Thường Hải Thiên ngơ ngác đứng trong nước, nhìn khu bảo lưu thuế nhập khẩu ngập trong nước, mắt đỏ lên, như sắp khóc, tuy rằng hắn từng một độ muốn rời khỏi Tân Hải, nhưng hắn ở sâu trong lòng rất thương tiếc hắn đã bỏ quá nhiều nhiệt huyết và tình cảm xuống mảnh đất này hắn không nỡ rời khỏi nơi này trình diễm đông hắn bên cạnh hắn vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi thường hải thiên lẩm bẩm nói chúng ta cố gắng nhiều ngày như vậy chúng ta tiêu phí tâm huyết lớn như vậy nhưng ông trời trong một đêm đã hủy diệt tất cả trình diễm đông nói chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng thường hải thiên nói trương dương đâu có tin tức của hắn hay không Trình Diễm Đông lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, hắn không lo lắng Trương Dương sẽ bị người Nhật Bản đả thương, cái mà hắn thực sự lo lắng là trận sóng thần tối hôm qua, bất kể võ công của một người cường đại như thế nào, ở trước mặt tự nhiên đều vẫn rất nhỏ bé. Thường Hải Thiên nói khẽ, hy vọng hắn không sao. Trình Diễm Đông nói, nhất định không sao. Lúc này hắn nhận được tin tức của đội cứu viện, ở trên hải đăng của cảng Phước Long tìm được Trương Dương, đi cùng hắn còn có Kiều Mộng Viện hai người đều bình an vô sự. Nghe thấy tin tức bình an của Trương Dương, Trình Diễm Đông thở phào nhẹ nhõm hắn hắn nói với Thường Hải Thiên tin tức này. Thường Hải Thiên nói, vận khí của hắn luôn luôn rất tốt, tôi đã sớm đoán được hắn lần này không sao mà. Trình Diễm Đông lại nói, tuy rằng tránh được cái chết, nhưng lần này trách nhiệm chỉ sợ không nhỏ. Thường Hải Thiên nghe vậy thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn gật đầu, đúng vậy, lần này vẫn chưa biết có bao nhiêu GN sẽ phải xuống ngựa, Trương Dương vào 9 giờ sáng thì về tới trung tâm hành chính Tân Hải, tín hiệu di động vẫn chưa khôi phục, có điều điện thoại cố định thì hơn phân nửa đã được sửa, Trương Dương liên hệ với bộ phận thường ủy thị ủy, mở một hội nghị khẩn cấp. Các thường ủy tới họp đều là vẻ mặt mệt mỏi, một đêm không ai được ngủ, thị trưởng hứa xong kỳ sắc mặt vàng như nghệ, đặt mông ngồi xuống vị trí của mình, vô lực lắc đầu, thiên tai lần này rất nghiêm trọng, là lần đầu tiên từ lúc lập nước tới nay. Trương Dương nhìn mọi người chung quanh, mọi người vất vả rồi, chúng ta cũng không đoán được trận thiên tai này lại nghiêm trọng như vậy, tuy rằng chúng ta đã làm tốt biện pháp chuẩn bị, nhưng lần này sóng thần vẫn mang đến cho Tân Hải tổn thất về sinh mệnh và tài sản không thể vãn hồi. Thân là bí thư thị ủy Tân Hải, tôi phải xin lỗi các vị thường ủy, tôi phải xin lỗi toàn thể thị dân Tân Hải. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Trương Dương ngay từ đầu đã thể hiện ra thái độ thành khẩn, ý tứ của hắn rất rõ ràng đã một mình gánh chịu trách nhiệm chủ yếu lần này, thật ra mỗi người đều minh bạch, chuyện lần này không liên can tới năng lực của lãnh đạo, trước mặt thiên tai thình lình xảy ra như thế này, bọn họ đã làm tốt tất cả biện pháp khẩn cấp, nhưng có một số việc nhân lực không thể thay đổi. Trương Dương nói, trên thế giới này trước giờ không có chuyện thuận buồm xuôi gió mãi, tôi cảm thấy rất đau lòng vì những thị dân đã mất, kinh lịch thảm thống lần này sẽ không đánh ngã chúng ta, mà sẽ chỉ làm chúng ta trở nên kiên cường hơn chương 2137, vết thương trước mắt một. Phó Trường Trinh lúc này vội vàng đi vào phòng họp, nếu không có chuyện khẩn cấp phát sinh thì hắn cũng sẽ không ngắt lời Trương Dương vào những lúc như thế này, hắn ghé vào bên tai Trương Dương thấp giọng nói gì đó. Trương Dương mở to hai mắt, tất cả mọi người nhìn thấy vẻ kinh hãi và bi thương trên mặt hắn, chợt mắt Trương Dương đỏ lên, hắn mím môi, ra sức lắc đầu cậu lặp lại lần nữa đi. Phó Trường Trinh không nói gì, chỉ gật đầu, dùng phương thức như vậy để nói với trương dương rằng lời nói mới rồi của mình toàn bộ đều là thật trương dương lắc đầu đi nhanh ra cửa thậm chí không nói tiếng nào với các thường ủy ở đây tất cả mọi người ngây ra đó ngơ ngác nhìn nhau không biết không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại có thái độ kỳ lạ như vậy hứa song kỳ nói tiểu phó à rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy theo lý thì hứa song kỳ hứa song kỳ không nên hỏi như vậy nhưng biểu hiện vừa rồi của Trương Dương thật sự là quá mức thất thường. Phó Trường Trinh mấp máy môi, nói khẽ không có gì. Khi Trương Dương ra khỏi trụ sở thì nhìn thấy Trình Diễm Đông lái một chiếc Nissan Việt giã lội nước đi tới. Trình Diễm Đông nhìn thấy Trương Dương thì vội vàng đỗ xe lại, nhảy xuống, đi nhanh tới đón Bí Thư Trương, Phó Bí Thư cùng anh ta. Trương Dương gật đầu, đừng nói, tôi biết cả rồi. Giọng nói của hắn rõ ràng đang run rẩy. tôi hiện tại sẽ tới Bắc Cảng. Trình Diễm Đông nói, tôi đưa anh đi. Thủy Triều trên đường vẫn chưa hoàn toàn biến mất, xe Việt giã sóc này đi tới, Trương Dương che miệng nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm giống như bị đau cắt, trận bão này không ngờ đã cướp đi sinh mệnh của cung kỳ vĩ, chuyện vốn không nên là như thế này. Tất cả sự cố gắng mà bọn họ bỏ ra lúc trước đã theo sự ra đi của cung kỳ vĩ mà thành như nước chảy về Biển Đông, vì sao lại phát sinh chuyện này? Trình Diễm Đông nói, bí thư Trương, nén bi thương. Trương Dương nói, vì sao lại là anh ta? Trình Diễm Đông lắc đầu, bởi vì hắn không biết đáp án, hắn thở dài, tôi nghe nói di thể của Phó Bí Thư Cung được phát hiện trong sông nhỏ bên ngoài câu lạc bộ thủy thủ. Trương Dương nhắm mắt lại, cảm giác lệ nóng đã che mở hai mắt. Chán nản nói, không nên như vậy. Không ai có thể đoán được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Khi Trương Dương và Trình Diễm Đông tới trước cửa câu lạc bộ thủy thủ thì vừa hay nhìn thấy chiếc xe Việt giã đã biến hình nghiêm trọng được vớt lên từ trong sông cục trưởng công an Bắc Cảng Triệu Quốc Cường cũng ở hiện trường. Vẻ mặt của hắn ác liệt dị thường, chiếc xe đó chính là xe của hắn, tối hôm qua hắn bảo lái xe đưa cung kỳ vĩ tới đây. Nhưng không ngờ lại thành vĩnh biệt, xe của hắn không ngờ đã đưa cung kỳ vĩ tới một con đường không có lối về. Trương Dương và Trình Diễm Đông tới bên cạnh hắn, Triệu Quốc Cường gật đầu với bọn họ, không nói gì, chậm rãi đi đến chiếc xe đã biến hình vừa được vớt lên. Trương Dương và Trình Diễm Đông đi theo, cảnh sát phụ trách hiện trường vốn định cản họ lại, nhưng Triệu Quốc Cường lắc đầu, ra hiệu cho thủ hạ để họ vào, khi chiếc xe chưa được vớt lên thì đã xác nhận được thân phận của Cung Kỳ Vĩ. Trương Dương nhìn Cung Kỳ Vĩ bị kẹp giữa ghế trước và ghế sau. Nhìn khuôn mặt đã mất sinh mệnh lực của hắn, rốt cuộc không nén được sự bi thống trong lòng, hai mắt tuôn lệ. Nhìn khuôn mặt nhiệt lệ chứa chan của Trương Dương, Triệu Quốc Cường trong nháy mắt đã minh bạch ra gì đó, hắn cản Trương Dương tiếp tục đi về phía trước nói khẽ, bình tĩnh chút, chúng tôi còn cần phải tiến hành lấy chứng cứ ở hiện trường đã. Trương Dương cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hắn ôm đầu chậm rãi xuống, cảnh vật chung quanh cảnh vật trở nên hư ảo, hắn nhìn thấy cung kỳ vĩ đang mỉm cười đi tới chỗ mình. Vỗ vai hắn, rất chân thành tha thiết nói với hắn, Trương Dương à, chúng ta nhất định phải điều tra rõ tất cả vấn đề của Bắc Cảng, phải trả lại cho Bắc Cảng một càn khôn sáng sủa. Giọng nói của cung kỳ vĩ vẫn quanh quẩn bên tai, nhưng chú định tất cả đều đã trở thành quá khứ hơn nữa vĩnh viễn sẽ không trở lại trương dương không biết mình ngồi trên mặt đất bao nhiêu lâu cho tới lúc triệu quốc cường trở lại bên cạnh hắn vỗ vai hắn cùng trình diễm đông mỗi người kéo một tay trương dương để giúp hắn đứng lên trương dương lẩm bẩm nói vì sao lại là anh ta triệu quốc cường và trình diễm đông cùng nhau đưa trương dương trở lại bên trong xe đóng cửa xe triệu quốc cường nói khẽ tối hôm qua tôi bảo lái xe đưa phó bí thư cung đến đây về sau thì mất liên lạc đầu tiên phát hiện được thi thể của lái xe ở ngay trong sân của câu lạc bộ thủy thủ hắn là bị xe ép chết pháp y đã giám định vừa rồi kết quả khám tra hiện trường đã có phán định bước đầu chiếc xe đó trước khi rơi xuống nước thì gặp va chạm kịch liệt thân xe biến hình nghiêm trọng thân thể bí thư cung chắc là bị kẹt ở ghế không thể chạy ra được thủy triều dâng lên không ngừng đã nhấn chìm chiếc xe anh ta cuối cùng thì chết vì ngạt thở trương dương giận dữ hết người nào làm Triệu Quốc Cường cắn cắn môi, tối hôm qua phó bí thư cung nhận được một cú điện thoại, nói là bí thư hạng điều anh ta tới câu lạc bộ thủy thủ chỉ huy cứu viện và công tác di rời, vừa rồi. Hắn tạm dừng một chút rồi mới, chúng tôi ở trần xe phát hiện bốn chữ được viết bằng bút bi, bên trên viết. Hạng thành rủ tôi. Trương Dương đấm mạnh lên cửa xe, tôi đi tìm hắn. Triệu Quốc Cường tóm lấy tay hắn, lớn tiếng nói, điều này căn bản không nói rõ được vấn đề. Trương Dương nói, cái gì gọi là không nói rõ được vấn đề, cho tới giờ chúng ta vẫn cứ tìm kiếm chứng cớ, một ngày không có chứng cớ, thì chỉ có thể nhìn kẻ phạm pháp này tùy ý làm bậy, cút mẹ nó chứng cớ đi, tôi hiện tại mới biết, trên đời này căn bản không có nhiều chuyện giảng đạo lý như vậy. Trương Dương, anh bình tĩnh một chút, Triệu Quốc Cường hét lớn, cho tới giờ tôi luôn muốn hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh lại cứ một mực lấp liêm cho qua, anh rốt cuộc đang làm gì giữa NHNH và phó bí thư cung rốt cuộc có ước định như thế nào? Trương Dương mặt đỏ lựng nói, chuyện này liên quan gì tới anh? Nói với anh thì có hữu dụng không? Hắn mở cửa xe nhảy xuống, đi đến một chiếc xe cảnh sát phía trước, lôi tên cảnh sát bên trong ra, sau đó ngồi vào ghế lái, lái xe phóng đi. Triệu Quốc Cường và Trình Diễm Đông đều biết chuyện không ổn, thằng cha này dưới cơn xung động không biết sẽ làm ra chuyện khác người gì. Trình Diễm Đông vội vàng khởi động ô to, theo sát sau xe Trương Dương. Hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau đi vào thị ủy Bắc Cảng. Trương Dương xuống xe chạy vào văn phòng của bí thư thị ủy, Triệu Quốc Cường và Trình Diễm Đông tuy rằng cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đuổi kịp Trương Dương. Trương Dương nhấc chân đá văng cửa văn phòng của hạng thành. Trương 2138, vết thương trước mắt 2. Trong văn phòng chống trơn, hạng thành căn bản không ở trong đó, thư ký của hạng thành nghe thấy động tĩnh thì vội vàng chạy tới, tức giận nói anh làm gì vậy hả. Nói còn chưa dứt lời thì cổ hắn đã bị Trương Dương kẹp lấy, ấn hắn vào tường, mặt thư ký đỏ bừng kêu thảm. Triệu Quốc Cường và Trình Diễm Đông hai người lúc này chạy đến, phân biệt túm một cánh tay của Trương Dương, khó khăn lắm mới khuyên được hắn buông thư ký ra. Thư ký ôm cổ ho khan kịch liệt, khàn khàn nói tôi. Tôi muốn kiện anh. Trương Dương chỉ vào hắn rồi nói, đi kiện đi. Hạng thành đâu? không nói nơi hắn đang ở thì có tin tôi đánh chết anh hay không thư ký cũng là người biết pháp luật hắn đối với trương dương tuy rằng kiêng kỵ nhưng trước mặt hai vị cục trưởng của bắc cảng và tân hải trương dương nói như vậy hiển nhiên đạo lý ở bên phía hắn thư ký nói hai vị cục trưởng các anh đều nghe thấy rồi đấy hắn đang đe dọa tôi triệu quốc cường nhíu mày anh nói ít thôi còn hiềm chưa rủ loạn à trình diễm đông nói bí thư hạng đâu Thư ký ôm cổ lắc đầu, chúng tôi cũng đang tìm, sáng sớm đã mất liên lạc, đến giờ vẫn chưa tìm được. Triệu Quốc Cường và Trình Diễm Đông liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện có chút không đúng, hai người kéo Trương Dương sang một bên, Trình Diễm Đông nói, bí thư Trương, anh bình tĩnh một chút, có cảm thấy chuyện này rất không đúng hay không? Trương Dương nói, các anh đừng kéo tôi, đi tìm hạng thành đi, bí thư cung bị hắn hại chết. Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương, đừng quên thân phận của anh, anh không có bằng chứng thì ở đây gào thét cái gì. Bị người ta nghe thấy thì sẽ nghĩ như thế nào?" Trình Diễm Đông nói, "Bí thư Trương, những người đó tối hôm qua căn vốn là muốn mưu sát tôi." Nghe thấy Trình Diễm Đông nói như vậy, Trương Dương nội tâm chấn động, thật ra chuyện này hắn cũng đã sớm cân nhắc tới rồi, tối hôm qua tập đoàn Nguyên Hòa báo là có nhân viên bị nhốt, cho nên Trình Diễm Đông mới tới giải cứu, mình là ngẫu nhiên bị cuốn vào trong đó phải nói rằng mục tiêu ám sát tối hôm qua của người Nhật Bản không phải là mình, mà là Trình Diễm Đông. Chuyện này ngấm kỹ thì cũng thấy không hợp lý, Trình Diễm Đông rốt cuộc đã xúc phạm tới lợi ích gì của người Nhật Bản. Bọn họ vì sao nóng lòng muốn diệt trừ Trình Diễm Đông? Triệu Quốc Cường cũng nghĩ như Trương Dương, hắn nói khẽ, trên thế giới này không có chuyện vô duyên vô cớ, tối hôm qua đồng thời có nhiều người như vậy bị mưu sát. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn, còn có người khác nữa à? Triệu Quốc Cường gật đầu, tôi vừa nhận được tin tức của phía Đông Giang, tiền cục trưởng công an Bắc Cảng Viên Hiếu Công đã bị giết trong nhà. Trương Dương và Trình Diễm Đông đều bị tin tức này làm cho chấn kinh, Trương Dương lắc đầu, chuyện đã phát triển ngoài sức tưởng tượng của hắn, so với trận sóng thần ngày hôm qua, chuyện xảy ra sau lưng còn kinh khủng hơn, sau lưng một loạt sự kiến giết chóc huyết tinh tất nhiên là để che giấu một âm mưu to lớn, đây là giết người diệt khẩu. Trương Dương nhớ tới bốn chữ này, nhưng Trình Diễm Đông hiển nhiên cũng không phải là nhân vật mấu chốt, cung kỳ vĩ tuy rằng vị trí quan trọng, nhưng hắn còn lâu mới chạm được tới nội mạc của Bắc Cảng, rốt cuộc là điều gì đã khiến tên chủ mưu phía sau màn hạ sát thủ với bọn họ. Triệu Quốc Cường nói, có lẽ từ chỗ bí thư hạng chúng ta có thể tìm được một số đáp án. Tất cả mâu thuẫn không nghi ngờ gì nữa đều nằm trên người hạng thành, bốn chữ mà cung kỳ vĩ viết xuống đó chính là huyết chứng đã chỉ ra và xác nhận hạng thành. Hạng thành lúc này đang ở bờ biển, ngồi cạnh một lão già gầy nhom, cứ vậy ngồi trong thủy chiều ngơ ngác nhìn về phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ yêu thương. Hạng thành đi tới, nói khẽ, lão nhân ra, ông sao lại ngồi ở chỗ này? Lão nhân nói, trước đây nơi này là nhà của tôi, nhưng hiện tại thì không tìm thấy gì nữa rồi. Bà bạn già của tôi, con cái của tôi đều không còn. Giọng nói của lão nhân tràn ngập bi thương, nhưng ông ta lại không khóc, bởi vì nước mắt đã sớm khô cạn cả rồi. Hạng Thành nói, tất cả rồi sẽ tốt lên, chính phủ sẽ giúp các ông. Tôi không cần giúp, tôi chỉ cần họ còn sống thôi. Hạng Thành gật đầu, vỗ vỗ vai lão nhân, tiếp tục đi về phía trước, phía trước là một mảng biển lớn đục ngầu, con gái và vợ y ở bên kia bờ biển, Hạng Thành giống như nhìn thấy bọn họ, đi biển này là có thể gặp được họ rồi. Phó bí thư thị ủy Bắc Cảng cung kỳ vĩ hy sinh vì nhiệm vụ, về phần nguyên nhân chân chính cái chết của hắn thì vẫn đang được điều tra không lập tức công bố ra ngoài, bí thư thị ủy hạng thành cũng từ sáng sớm đã mất tích, không ai biết y đi đâu. thị trường bắc cảng cung hoàn sơn không thể không tạm thời gánh vác chức trách lãnh đạo chống thiên tai của toàn thành phố. buổi trưa hôm ấy, tỉnh trưởng chu hưng dân lên trực thăng bay tới bắc cảng thị sát tình huống của khu vực gặp thiên tai. tình hình thiên tai trước mắt khiến chu hưng dân kinh hãi. tình hình thiên tai của bắc cảng cũng tác động tới sự chú ý của cao tầng. trạng vạng hôm đó, phó thủ tướng văn quốc quyền ngồi chuyên cơ tới khu vực gặp thiên tai đại biểu cho quốc vụ viện trung ương đảng tới thị sát tình hình thiên tai, cũng thăm hỏi toàn thể nạn dân. Văn Quốc Quyền khi lên máy bay thì cũng thông chi cho phía Bắc Cảng, Trương Dương tới sân bay đón, y còn đặc biệt cường điệu, chỉ cần một mình Trương Dương đón là được rồi, những người khác cứ giữ nguyên cương vị công tác. Từ cái chết thảm của cung kỳ vĩ, Trương Dương ngập trong tự trách, hắn thậm chí cho rằng là mình đã hại chết cung kỳ vĩ, có lẽ kế hoạch giữa hắn và cung kỳ vĩ đã sớm bị người ngoài nhìn thấu, Điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy vô cùng buồn chán. Văn Quốc Quyền vừa nhìn đã từ trên mặt Trương Dương thấy được sự bi thống của hắn, Văn Quốc Quyền đã một đoạn thời gian rồi chưa gặp đứa con nuôi này của mình, về xung đột và ân oán giữa con trai Hạo Nam và Trương Dương y cũng từ chỗ vợ nghe được một chút, nhưng từ đầu tới cuối Văn Quốc Quyền đều bảo trì trầm mặc, bất kể là phía Trương Dương hay là Hạo Nam thì y đều không tìm họ nói chuyện. Lần này gặp mặt Trương Dương Văn Quốc Quyền rõ ràng cảm thấy hắn đang cố ý bảo trì khoảng cách với mình, Trương Dương không còn thân thiết gọi mình là cha nuôi nữa, cho dù vào bên trong xe rồi, trong hoàn cảnh riêng tư như vậy, Trương Dương vẫn cung kính gọi y là Phó Thủ tướng Văn. Văn Quốc Quyền lần này tới vì việc công, trong mắt người khác thì Trương Dương xưng hô như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng Văn Quốc Quyền rõ ràng có chút không vui, y nhíu mày nói, mẹ nuôi của cậu rất lo cho cậu. Những lời này của y đầy hàm nghĩa phong phú, chính là nói với Trương Dương rằng La Tuệ Ninh vẫn rất thương hắn, cũng huyền chuyển nhắc nhở Trương Dương, thằng nhóc cậu quên cha nuôi này rồi à. Trương Dương nói khẽ thay tôi cảm ơn cô la. Chương 2139, vết thương trước mắt ba. Văn Quốc Quyền nói, không cần phải khách khí như vậy. Ngữ khí của y đã có chút không vui, quay mặt đi, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe, nội tâm của Văn Quốc Quyền cũng trở nên tăm tối như sắc trời của Bắc Cảng. Qua một hồi lâu mới hỏi tính đến trước mắt thì con số tử vong là bao nhiêu? 398 người, mất tích 173 người. Trương Dương thấp giọng trả lời. Văn Quốc Quyền lặng lẽ gật đầu, tôi nghe nói đồng chí phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Cung Kỳ Vĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Trương Dương trong lòng đau xót, hắn cúi đầu, nguyên nhân cái chết của đồng chí Cung Kỳ Vĩ vẫn đang được điều tra. Văn Quốc Quyền nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trương Dương, Chăm chú nhìn vào hai mắt hắn rồi nói, có vấn đề gì ư? Trương Dương nói, bí thư thị ủy Hạng Thành sáng sớm đã rời khỏi văn phòng rồi mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm được nơi hạ lạc của y. Tối hôm qua y hạ lệnh cho đồng chí Cung Kỳ Vĩ tới câu lạc bộ thủy thủ chỉ huy di rời nhân viên, căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu của cảnh sát thì cái chết của đồng chí Cung Kỳ Vĩ không phải là tai nạn, rất có thể là một hồi mưu sát có tính toán hai hàng lông mày rậm của văn quốc quyền nhíu chặt lại, anh ở trong thể chế đã bao nhiêu năm rồi. Trương Dương nói, cũng sắp 6 năm rồi. Văn quốc quyền nói, thời gian 6 năm vẫn chưa học được cách phân rõ nặng nhẹ ư. Việc cấp bách hiện giờ là gì? Vấn đề hàng đầu chúng ta đang gặp phải là gì? Trương Dương nói, tôi sẽ không để bí thư cung phải chết một cách không minh bạch. Văn Quốc Quyền nói, tôi thủy trung tin rằng trên thế giới này có hai chữ công đạo, những người như chúng ta tồn tại là để duy hộ tôn nghiêm của chính nghĩa, nhưng mà, trách nhiệm trên vai chúng ta còn có rất nhiều, đồng chí Cung Kỳ Vĩ là cán bộ quốc gia, cũng chính là vì mưu cầu phúc lợi cho người dân mới không tiếc bỏ qua hạnh phúc cá nhân, thậm chí bỏ qua cả sinh mệnh cá nhân, điều chúng ta phải làm đầu tiên là phải hoàn thành trí nguyện mà anh ta chưa hoàn thành, mang tới bình an cho dân chúng, chỉ có như vậy sự hy sinh của anh ta mới có giá trị. Y nhìn Trương Dương, thấm thiên nói, Trương Dương, cái chết của đồng chí kỳ vĩ tôi cũng đau lòng như anh thôi, tôi cũng sẽ không để mỗi một cán bộ tốt trong chúng ta phải hy sinh vô ích, nhưng chúng ta cần phải đặt chuyện của mình ra phía sau. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là làm thế nào để mau chóng an trí cho dân chúng, làm thế nào để mau chóng khôi phục công tác và sản xuất, làm như thế nào để khiến cuộc sống của người dân thành phố Bắc Cảng trở về bình thường. Trương Dương lắc đầu, tôi không làm được, có lẽ lòng giả của tôi vĩnh viễn không được rộng lớn như vậy. Văn Quốc Quyền nói, tôi cũng có rất nhiều chuyện không làm được, nhưng anh đang ở vị trí này, nhất định phải làm cho bằng được. Người cần anh thương không chỉ có một mình cung kỳ vĩ, nhiều thị dân Tân Hải đang chờ anh, anh cứ khốn nhiễu trong việc của đồng chí kỳ vĩ. Có nghĩ tới người thị dân Tân Hải đang chờ đợi anh dẫn bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, anh nên dẫn bọn họ ra khỏi khốn cảnh, anh nên mang tới hy vọng cho bọn họ. Mắt Trương Dương đã ươn ướt, những lời này của Văn Quốc Quyền giống như thể hồ quán đính, Triệt để khiến hắn tỉnh táo lại từ trong đau xót, không sai, bây giờ không phải là lúc thương tâm. Văn quốc quyền đầu tiên đi thị sát Tân Hải có tình hình thiên tai nặng nhất, y sở dĩ không bảo quan viên Bắc Cảng đi cùng căn bản nhất là không muốn quấy nhiễu công tác chỉ huy cứu tế bình thường của bọn họ. Phải nói rằng lãnh đạo các cấp của Tân Hải trong đợt sóng thần lần này vẫn biểu hiện ra tố chất cán bộ cứng rắn, trên dưới một lòng cùng nhau chống lại tai họa, không ai biểu hiện ra vẻ sợ hãi và lùi bước. Rất nhiều người đã cả một ngày một đêm không chợp mắt, vẫn kiên trì ở tuyến đầu chống chọi với thiên tai. Văn quốc quyền dưới sự đi cùng của Trương Dương tới điểm an trí lâm thời cho nạn dân của Tân Hải, sự có mặt của y đã dẫn tới hiện trường oanh độc. Trương Dương trước đó đã an bài trình diễm đông suốt lĩnh cảnh sát duy trì trật tự ở hiện trường. Trong hoàn cảnh trước mặt, nhân tố không thể biết trước thật sự quá nhiều, Trương Dương cũng không muốn trong lúc văn quốc quyền thị sát xảy ra bất chắc gì. Văn Quốc Quyền nhìn thấy cảnh sát duy trì trật tự ở hiện trường thì ném ánh mắt bất mãn về phía Trương Dương. Y nói khẽ: Những cán bộ quốc gia chúng ta từ lúc nào bắt đầu sợ người dân như vậy? Trương Dương nói: Tình huống mấy ngày nay rất phức tạp, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Văn Quốc Quyền không tiếp tục trách cứ hắn, đi tới bắt tay với từng người dân. Rất nhiều người dân nhìn thấy phó thủ tướng tự mình đến thì kích động tới rơi lệ, người khóc nước nở nói: Thủ tướng Văn, nhà của chúng tôi không còn rồi, không còn gì cả. Văn Quốc Quyền nói, đừng sợ, nước còn thì nhà còn, gia viên bị phá hủy thì chúng ta có thể trùng kiến lại. Xin hãy tin vào Trung ương Đảng, tin vào chính phủ, chúng tôi sẽ tận hết sức giúp mọi người trùng kiến gia viên. Văn Quốc Quyền vừa an ủi vừa đi vào trong đám người, những những khuôn mặt tràn ngập chờ mong, tâm tình của Văn Quốc Quyền lúc này rất ngưng trọng, y ở lại điểm an trí một giờ đồng hồ. Khi sắp kết thúc, Văn Quốc Quyền đi lên đồi cao, lớn tiếng nói, chào mọi người, tôi là văn quốc quyền hôm nay đại biểu Trung ương Đảng, quốc vụ viện tới thị sát tình hình thiên tai, cũng thăm hỏi những quần chúng đã gặp tai họa, các anh chịu khổ chịu khổ rồi. Giọng nói của văn quốc quyền trầm thấp nhưng rất to, đi sâu vào lòng người. Y nói, trời mưa gió bất chắc, tuy rằng chúng ta đã rất cố gắng, áp dụng một loạt biện pháp dự phòng, nhưng sóng thần lần này vẫn vượt quá sự tưởng tượng chúng ta, tạo thành tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho Tân Hải và Bắc Cảng, trong trận thiên tai này. Trong mọi người cũng có không ít người mất thân nhân, Mất gia viên, tôi có thể cảm nhận được sự bi thương của mọi người, nhưng xin hãy tin rằng, tâm tình của tôi lúc này cũng đau khổ như mọi người, mất gia viên thì chúng ta có thể trùng kiến, nhưng mất thân nhân thì vĩnh viễn không thể tìm lại. Nếu công tác của chúng tôi có thể làm tốt hơn một chút, nếu phản ứng của chúng tôi có thể kịp thời hơn một chút, thì có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều thương vong, lúc này tôi xin đại biểu cho toàn thể nhân viên công vụ xin lỗi nhân dân vì những sơ sẩy tồn tại trong công tác của chúng tôi. Văn Quốc quyền cúi người thật sâu với mọi người. Hiện trường không ít người bật khóc, thật ra không ai quy tội sự kiện lần này cho chính phủ. Trên thực tế thì trước khi sóng thần đến các bộ môn của chính phủ cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh cáo, cũng xuất động nhân viên công tác tiến hành khuyên bảo người dân của vùng Duyên Hải. Nhưng rất nhiều cư dân cho rằng Bắc Cảng chưa bao giờ có bão lớn, cũng lấy lý do này để cự tuyệt rời khỏi gia viên. Cho nên mới tạo thành di tản chậm trễ, khiến cho nhiều người tử vong. Đoàn người của tỉnh trưởng Chu Hưng Dân cũng có mặt tại hiện trường, khi bọn họ đến thì vừa hay nhìn thấy Văn Quốc Quyền đang phát biểu Chu Hưng Dân từ xa dừng chân, cùng nhân viên lẳng lặng lắng nghe bài phát biểu của Văn Quốc Quyền. Thị trường Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát sắc mặt của Chu Hưng Dân, cho tới lúc này vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì của hãng thành, Phó Bí Thư Thị ủy Cung Kỳ Vĩ lại đã bỏ mình, hiện tại hắn đã lâm thời trở thành người đứng đầu của Bắc Cảng, Cung Hoàn Sơn trước đây vẫn chờ đợi một ngày mình có thể bước lên vị trí này nhưng lúc này hắn lại cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than vị trí của người đứng đầu giống như củ khoai lang phỏng tay hắn hận không thể vội vàng đẩy đi vào những lúc như thế này tuyệt không thích hợp để hưởng thụ quyền lực là người đứng mũi chịu xào hắn sẽ liên tiếp bị hỏi trách vừa rồi tỉnh trưởng chu hương dân trong lúc thị sát căn bản không hòa nhã gì với hắn cung hoàn sơn bởi vậy mà suy ra rằng trận thiên tai lần này tất nhiên phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm nội tâm của hắn tràn ngập tình tự bi quan Văn Quốc Quyền nói xong thì phất tay cáo biệt nạn dân ở hiện trường, Trương Dương ra hiệu cho cảnh sát mở đường, nhưng vẫn không thiếu quần chúng nhau lên muốn nói chuyện với Văn Quốc Quyền. Thái độ của Văn Quốc Quyền rất hòa ái, thân thiết bắt tay với mỗi người, cũng lắng nghe và giải đáp câu hỏi của mỗi người, một đoạn đường ngắn cũng mà đi mất gần 20 phút. Chu Hưng dân không đi tới, một mực đứng chờ tại chỗ, cho tới lúc Văn Quốc Quyền dưới sự hộ vệ của mọi người đi tu si gần thì hắn mới nghênh đón Phó Thủ tướng Văn, Văn Quốc Quyền nhìn nhìn Chu Hương Dân rồi gật đầu, vẻ mặt bất cẩu ngôn tiếu nói khẽ đi tới phía trước nói chuyện. Hai người cùng nhau đi về phía đài cao ở phía trước, nhân viên đi theo tất cả đứng ở bên dưới, ai cũng nhìn ra hai vị đại nhân có chuyện muốn nói riêng, không có ai chủ động đi theo, Trương Dương và Cung Hoàn Sơn liếc mắt nhìn nhau. Cung Hoàn Sơn cũng nhìn ra vẻ bi thương và chán trường của Trương Dương, hắn đột nhiên cũng sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, lần này hai người bọn họ có thể sẽ gặp phải phiền toái. Cung Hoàn Sơn nói: "Công tác thống kê con số thương vong mới nhất đã có chưa?" Chương 2140, điều chỉnh ekip 1. Trương Dương nói: "Nhân số tử vong không tiếp tục gia tăng, trước mắt chủ yếu là đang tìm kiếm những người mất tích, số liệu công tác thống kê cuối cùng phải đợi nữa mới có thể biết được." Cung Hoàn Sơn thở dài, hy vọng sẽ không có nhiều người tử vong hơn. Thật ra ngay cả hắn cũng biết loại hy vọng này không thực tế. Trương Dương nói: "Tìm được bí thư hạng chưa?" đầu óc của hắn đã dần dần tỉnh táo lại, trước khi chưa tìm được hạng thành, phải bảo trì khắc chế. Cung Hoàn Sơn lắc đầu, như đá chìm đáy biển, không có tin tức. Hắn nói xong thì tựa hồ cảm thấy những lời này của những lời này không quá may mắn, sửa lại, đã phái chuyên gia đi tìm rồi, căn cứ và lời nói của bảo vệ cửa thì anh ta 5 giờ rưỡi sáng nay thì rời khỏi thị ủy, sau đó thì mất tin tức. Trương Dương nói, đã tìm ở sân bay nhà ga bến tàu chưa? Cung Hoàn Sơn trong lòng cảm thán, những lời này của Trương Dương rõ ràng là cho rằng hạng thành bỏ trốn. Cung Hoàn Sơn nói, đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Trương Dương nói, quả thực là rất nhiều chuyện, tối hôm qua đã chết rất nhiều người. Cung Hoàn Sơn thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước, dừng ở trên người Văn Quốc Quyền và Chu Hưng Dân ở xa xa. Chu Hưng Dân đứng bên cạnh Văn Quốc Quyền, thấp giọng kiểm điểm, Phó Thủ tướng Văn, tôi thừa nhận trong công tác của tôi tồn tại sơ hở và sai lầm, trong sự kiện sóng thần lần này của Bắc Cảng, tôi thân là tỉnh trưởng Bình Hải phải có trách nhiệm lớn nhất. Văn Quốc Quyền nheo mắt lại, nhìn Thủy Triều đã bắt đầu rút ở đằng xa nói khẽ, tôi không thích nhất chính là nghe thấy những lời kiểm điểm của người khác, kiểm điểm thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là sai lầm đã tạo thành, không thể vãn hồi. Càng kiểm điểm sâu sắc thì thường thường có nghĩa là tổn thất càng nghiêm trọng, hương dân, thật ra chúng ta đều hiểu rõ, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chu Hưng dân gật đầu, tôi vừa mới tới Bắc Cảng thị sát, cũng hỏi về phương án xử lý của phía Bắc Cảng, nói một câu công bằng, lần này Bắc Cảng trên dưới đã làm đủ biện pháp chuẩn bị đối với thời tiết ác liệt lần này. Cũng đã cho di rời người dân trước rồi, sau khi sóng thần tới các cán bộ cũng biểu hiện ra tinh thần không biết sợ. Rất ít người chùn chân. Văn quốc quyền nói thiên tai có lẽ khó tránh khỏi, nhưng nhân hỏa thì có thể phòng hoạn lúc chưa xảy ra, nhưng kết quả thì sao? Chu Hưng Dân không nói gì, mím chặt môi. Văn Quốc Quyền nói, đúng vào lúc như thế này thì bí thư thị ủy Bắc Cảng không ngờ bốc hơi khỏi nhân gian, sóng thần đã đoạt đi hàng trăm tính mạng, nhưng khi sóng thần phát sinh có một số người lại không chết vì sóng thần, rốt cuộc là ai đã lợi dụng trận thiên tai này để làm gì tùy thích. Chu Hưng Dân nói, chuyện này tôi nhất định sẽ tra ra manh mối. Văn Quốc Quyền nói, sau đại loạn tất có đại trị, lần này đối với Bắc Cảng mà nói thì là một lần đau bụng sinh nhưng tôi tin chắc tương lai của Bắc Cảng sẽ trở nên tương sáng và tốt đẹp hơn. Chu Hưng Dân gật đầu thật mạnh, lời nói của Văn Quốc quyền lộ ra lòng tin của y đối với Bắc Cảng. Chu Hưng Dân nói, căn cứ vào tình huống nắm giữ trước mắt thì đồng chí Cung Kỳ Vĩ chắc là chết vì bị giết. Ở trước khi Lâm Trung đã ở bên trong xe dùng bút bi viết xuống một hàng chữ hạng thành dụ tôi. Nói cách khác thì bí thư thị ủy Bắc Cảng hạng thành lúc ấy đã an bài hắn đi tới câu lạc bộ thủy thủ chỉ huy di rời nhân viên. Kết quả Cung Kỳ Vĩ sau khi tới đó thì gặp bất chắc. Văn Quốc Quyền đã nghe Trương Dương nhắc tới chuyện này, y có chút phẫn nộ nói, tìm hạng thành cho bằng được, bảo hắn phải khai rõ chuyện này. Chu Hưng Dân nói, rất nhiều đầu mâu đều chỉ về phía hắn, nhưng hắn lại mất tích vào đúng lúc này. Văn Quốc Quyền nói, là sợ tội bỏ trốn ư. Chu Hưng Dân nói, tôi luôn cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, tối hôm qua tiền cục trưởng cục công an thành phố Bắc Cảng Viên Hiếu Công cũng bị giết ở Đông Giang, hai chuyện này phát sinh không phải là ngẫu nhiên. Văn Quốc Quyền nói, hương dân, chuyện này cần phải tra ra manh mối. Nhưng nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, trải qua thiên tai lần này, nội tâm của người dân đã yếu ớt không chịu nổi rồi, chúng ta không thể làm ra chuyện bất lợi ảnh hưởng tới bọn họ, anh hiểu chưa? Chu hương dân thật ra cũng có băn khoăn, sau khi trải qua thiên tai lần này, đa số mọi người rời vào cảnh thấp thỏm lo âu, nếu vào lúc này lộ ra một số tấm màn đen trong thể chế, chỉ tổ sẽ ảnh hưởng tới tín lực của nhân viên chính phủ, khiến người dân thành phố Bắc Cảng mất đi sự tín nhiệm đối với chính phủ, điều này hắn hiển nhiên không muốn nhìn thấy. Chu Hưng Dân nói, Phó Thủ tướng Văn Yên Tâm, chuyện này tôi sẽ tự mình xử lý. Văn Quốc Quyền nói, nếu tất cả đều là Hạng Thành làm thì hắn rốt cuộc là xuất phát từ động cơ gì? Chu Hưng Dân nói, tôi có chút lo lắng, không biết hắn có còn sống hay không. Sự thật chứng minh Chu Hưng Dân lo lắng không phải dư thừa, 7 giờ tối hôm đó thi thể của Hạng Thành bị phát hiện ở bến tàu cảng mới. Cái chết của Hạng Thành nằm trong dự kiến của rất nhiều người. Trong phòng họp của thị ủy Bắc Cảng, Chu Hưng Dân chủ trì hội nghị lần đầu tiên sau thiên tai ở Bắc Cảng, vẫn phòng họp đó, nhưng người chủ trì lại khác, cấp bậc của hội nghị cũng rõ ràng thay đổi. Thị trưởng Bắc Cảng Cung Hoàn Sơn hiện tại đã là người đứng đầu Bắc Cảng trên thực tế, trước đây hắn vẫn mơ được ngồi trên vị trí này, hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện, nhưng Cung Hoàn Sơn lại không hề cảm thấy khoái hoạt và hưng phấn, ngược lại, hắn cảm thấy bi ai và chán nản cung kỳ vĩ và hạng thành trước sau ra đi, khiến tất cả quyền lực và trách nhiệm trên mảnh đất này hạ xuống dầu hắn, trong mắt hắn, trách nhiệm so với quyền lực còn lớn hơn, cung hoàn sơn không xem trọng tương lai của mình, hoặc là có thể nói như thế này, bắt đầu từ khi hắn đi lên đỉnh phong sân khấu chính trị Bắc Cảng thì hắn nhất định phải đi xuống, giống như hắn thượng vị không phải là chủ động, hắn xuống đài cũng không phải do bản thân. Tới tới tham gia hội nghị có mấy vị thường ủy của Bắc Cảng, và người lãnh đạo chủ yếu của các huyện thành phố thuộc sự quản lý của Bắc Cảng. Trước khi hội nghị bắt đầu, Văn Quốc Quyền và Chu Hưng Dân trao đổi một số ý kiến về tình trạng Bắc Cảng trước mặt, hiện tại chắc là đạt thành nhận thức chung. Chu Hưng Dân nói tối hôm qua Bắc Cảng đã gặp phải một lần thời tiết ác liệt nghiêm trọng nhất kể từ lúc dựng nước tới nay, bão, mưa đá, mưa to, địa chấn, sóng thần núi gót kéo tới tạo thành thương tổn nghiêm trọng tới nhân dân Bắc Cảng sau khi thiên tai phát sinh thì trung ương đảng quốc vụ viện rất coi trọng chuyện này phó thủ tướng văn đích thân tới hiện trường thị sát tình hình thiên tai cũng thăm hỏi nhân dân ở khu vực gặp thiên tai trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đã nhìn thấy sự thành tâm và công sức của rất nhiều cán bộ đảng viên lúc này tôi đại biểu bộ môn thường cấp nói tiếng các anh vất vả rồi với toàn thể các đảng viên ở tuyến đầu chống thiên tai của bắc cảng lần này cũng chân thành cảm ơn các anh audio điện tử võ tấn bền